Mấy người hỏi Bắt đầu các bạn. Alo. Bắt đầu câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của Phật gia Nguyễn Xuân Hoàng ở Đà Nẵng hỏi: trong đợt giải đáp ngày 23 tháng 6, con có nghe thầy nói đến khoa tiêu thật có phát ra tiếng nói là tiếng của một vị Phật nói để dẫn trung ấm thân đi theo. Vậy cho con hỏi, khoa tiêu giả có phát ra tiếng nói không? Và nếu có thì giữa khoa tiêu thật và khoa tiêu giả khác nhau chỗ nào? Bữa 23 đâu có nói khoa tiêu nói chuyện đâu. Có nghĩa là cái khoa tiêu mà của cái cụ mà ở Hà Nội 93 tuổi đó, cổ đi qua hết rồi một cái đoạn đường, khi mà thần kêu bằng quản lý bà đó, cô cho cô trở lại để chi tạo công đức thêm, mà đó là do ông thần nói với bà để cho nó đủ hơn nữa. Cô trở lại cô trình bày ở nhân gian này nè, con đường về Phật giới rõ ràng chứ không phải là mấy ý ông đại. Bởi vì cái đầu tiên đó, cái này mà người về Phật giới đó, là cái ông Hòa ở An Giang, nhưng mà ông đi luôn, nhưng mà đứa con biết, thấy không? Còn cái này đó, bà này phải đích thân trở lại bà nói, chứ ông Phật đâu có nói được đâu này, ông Phật đâu có cấu trúc bằng tứ đại mà nói được, chỉ con người cấu trúc bằng tứ đại mới nói được thôi. Vì thế mà thần quản lý cho trở lại, thứ nhất để tạo thêm công đức rồi sống thêm vài năm nữa. Hiện giờ thấy bà nó cũng như là Phật nhỏ xíu à, nó nói thôi về bển uổng lắm, trở về đi, tôi còn cho bà đi thêm mấy năm nữa tìm công đức đi. Bây giờ quyền ký công bố ra rồi thì bà mới trở lại, bà nói thôi để kỳ sau bà về thì ông Phật lớn chút xíu, chứ qua bên nhỏ quá giống như con gà con nó đạp sao. Chứ đâu có nói về vấn đề mà Phật nói, Phật sẽ không sử dụng được cái này. Bây giờ ổng là điện từ quang mà chỉ phát ngôn được cái tiếng Việt, tiếng hiện nay đó là phát ngôn của tiếng vật lý của con người. Chứ trước bữa 23 tôi đâu có nói Phật nói đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo của một vị tinh hạnh ở Hà Nội hỏi: vị tổ Thiền Tông đời thứ 15 là tổ Ca Na Đề Bà có hai câu: giải thoát là nói thế gian, nếu nói giải thoát không đàng về quê. Xin bác giải thích cho con hiểu hai câu đó. Giờ mấy ông tổ nói giải thoát là nói gì thôi, chứ còn ổng đâu biết giải thoát. Cái giải thoát này nè, kêu bằng dùng tiếng thế gian để mà nói, chứ sự thật cái ngôn cử người thế gian không nói đến được chi giải thoát được. Mà ngôn ngữ người thế gian đó thì chỉ nói lại là cái lộ trình về Phật giới, biết cái lộ trình này nè, thấy không? Chứ nói tất cả những người trước đây ta nói là giác ngộ giải thoát mà ta không hiểu giác ngộ giải thoát là gì. Vì thế mà khi quyền ký công bố ra ta mới nói rõ ràng là giải thoát tức là giải dùng để đi ra ngoài cái sức hút vật lý này. Mà đây là mình cũng mượn cái danh từ để nói thôi, chứ sự thật bước vào, bây giờ suy nghĩ nè, bước vào những cái người mà ta giải thoát ta đi, ta đâu có nói gì đâu, thấy không? Ta chỉ biết thôi. Mà về bển thì mới sử dụng được cái tiếng của điện từ quang của kim thân Phật, nó khác. Thế giới mình là nói chuyện gì mình nghe, thế giới cái loại súc sanh nó nghe chứ mình làm sao nghe được à. Thì thế giới Phật cũng vậy. Mà thế giới Phật muốn vô đây nói thì anh phải mượn xác, mà ổng không được quyền, mà ổng phải nhờ cái ông cô hồn, cái ông thánh mượn rồi nói theo lời của ổng. Chỉ có vậy thôi, chứ còn bởi vì cái ngôn ngữ người thế gian không sử dụng nơi thế giới khác được, chỉ sử dụng người âm nó mượn được nè, còn mình không có nói được người âm. Mà người âm nói với người âm là người đó hai người tương tác với nhau. Ví dụ cái người đó coi bói á, thì cái người âm này nhập vô nói chuyện với người âm kia. Sở dĩ coi bói nó linh là nó có lý do như này, vì quả cô hồn nó quan sát hết, biết cái nhà nào sao biết cái ông đó bà đó lại coi bói thì nó vẫn lại nói y chang rồi. Người ta tưởng là cái bà này còn coi bói giỏi, chứ sự là nó xuất ra bảo đâu biết gì đâu, thấy không? Mượn xác các người lập đạo vậy, mượn xác lập đạo, mượn xác lập tín ngưỡng, chứ có con người không có làm được cái này. Thiền tông mà nó giải mã được cái này thì mình mới biết là tôn giáo ai lập, mục đích là gì.
đó mình phải hiểu. Nhưng mà cái sâu xa mình không đi sao vô được. Thế giới này làm bất cứ cái gì, tiền tài danh lợi địa vị có nhiều vậy thôi, chứ không có thoát được cái quy luật này. Còn người ta sống đây sống bằng tiền, phải làm sao có tiền thôi, tìm đủ một cách làm có tiền thôi. Linh không linh gì cũng phải tiền hết á. Chứ bây giờ nói linh mà không ai tới cúng thôi, vài bữa nó cũng đóng cửa rồi. Rồi hả, tiếp đi. Câu hỏi của Kim Thoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Người tu theo thiền tông, nếu chấp ngã thì bị nhân quả vô hầm 10 tỷ năm. Phải chấp ngã như thế nào thì mới vô hầm 10 tỷ năm ạ? Chấp ngã mà có tánh mà triệt để, triệt người ta đó. Cái cánh mà triệt người ta, không cho người ta ngóc đầu lên, xuống đó. Còn chấp sơ sơ không sao, chấp sơ sơ thì cao xuống 18 tầng địa ngục thôi. Thấy không? Chấp mà triệt tiêu á, tôi nói thật, tất cả những người mà triệt tiêu cái thiền tông này coi chừng. Đó, chấp ngã đó, cái chấp cả triệt tiêu cái này, có cả một cái hệ thống Phật giáo của ta, cả một cái tinh hoa của nhân loại mà dẹp được cái này, cái người đó là xuống 10 tỷ năm ở á. Cái nhân quả thế giới này nó khủng khiếp vậy, chứ không phải nhỏ đâu. Ví dụ ở ngoài ra mình hơn thua chút đỉnh thì cao lắm, mà đẩy xuống từng địa ngục thứ mấy thôi. Còn cái mà triệt tiêu của thiền tông này sẽ coi chừng chắc chắn 100% đi vào trong cái ngõ cụt đó thôi. Nó qua khỏi cái, nó khỏi quả cái nhân quả xứ từng địa ngục 18 thì nó lọt qua cái hầm 10 tỷ. Mà hầm 10 tỷ là nó không có mở được, vì nó mở quy luật lúc mà nó xuống được gọi là cái thế giới khác nữa nè. Cái thế giới khác nó giữa nhân quả và lửa cái chịu nhiệt. Người mà ở địa ngục thứ 18 nó khó chịu vậy thôi. Ầm ầm nó khó chịu thôi, nghe tiếng này đi thôi. Mà vô trung kia nó là bị cái sức nóng. Giống như là mình lúc nào cũng nóng nảy rồi chịu không nổi vậy đó. Mà ở đâu phải một ngày hai ngày đâu. Là, bởi vì cái tánh Phật nó không có chịu chết. Nếu chết thì nó đỡ mà đâu có chết đâu. Nó mang sắc thân gì thì nó phải chịu nhân quả đó. Phan thất thân người thì phải đọa đại và đọa bằng cách là thiếu ăn thiếu mặc. Thấy không? Còn mang kiếp cô hồn thì nó không có bị cái này, mà mang cấp kiếp tiên á thì phải làm sao cho nó vui. Còn trên túi lên tiên mà không được vui cũng buồn ha. Mà còn thứ nhất á, đi các cái loại khác nó khổ lắm. Bởi vì quy luật nhân quả luân hồi mà. Bởi vì ông Thái tử Tức Đạt Đa nói là làm sao thoát được cái quy luật này, thì ông mới dạy cho cái pháp môn thứ sáu này. Duy nhất trên thế giới chỉ pháp môn thứ sáu này mới dạy công thức trở về Phật giới thôi. Ngoài ra không có cách nào hết đó. Độc nhất vô nhị đạo Phật. Đạo Phật là trùm khắp mọi nơi, cái gì cũng có hết. Nhưng mà quý nhất là con đường về Phật giới. Mà trước khi về Phật giới, phân tích tất cả những gì có trên trái đất này. Chưa có một tôn giáo nào dám giải thích từ vô hình cõi vô hình. Hữu hình thì có nhiều tôn giáo giải thích nha, còn vô hình hoàn toàn không ai dám giảng này. Mà chỉ ông Phật là toàn năng toàn giác mới dám giải này đó. Rồi ông dạy lại cho mình nghe thôi, rồi mình coi theo nương theo đó. 10.000 năm mới có một lần, là hy hữu lắm chứ không phải đâu. Trời, có hỏi tiếp đi. Ở lần giải đáp trước, thầy có nói hai dòng suy nghĩ âm dương đối kháng với nhau sẽ sản sinh ra một loại kiến chấp đa phương khó diệt lắm. Nó hút cứng với nhau thì không thể thoát ra khỏi quy luật. Xin thầy giải thích rõ và cho ví dụ. Nguyên tắc vật lý âm dương mà nó ở cái tần số thấp, hai cái nó tương tác ra nó tạo thành một cái kiến chấp con người. Mà cái kiến chấp con người này nếu nó ở tầng thứ 3, thứ 4 không cách nào gỡ nổi cái kiến chấp này. Cái kiến chấp này nó dẫn con người ta đi luân hồi, không cách nào thoát ra đời về Phật giới được. Bởi vì khi thiền tông ra đời mà cái kiến, ai mà có kiến chấp này thì cố gắng bỏ, còn không có bỏ thì nó sẽ đi cho mà coi. Bởi vì đi nguyên tắc mà thí dụ mà những cái cuốn cái hợp dứt thì mà hút vật lý nằm ở dưới mặt nước nó khó hơn, thà là trên nửa nước nữa ấy đi thì nó thoát rồi được, ở dưới nó không có được, không cách nào thoát, bởi vì nó nặng quá mà. Nó âm mà nó cuốn hút trong âm nữa thì nó tạo cái nhân quả khủng khiếp lắm. Đó là nằm ở dưới cái đó là, nên nhớ là 10, con người là 10 tầng bậc. 10 trên 10 thì được, 10 trên 9 thì chập chờn, 10 trên 8 thì bắt đầu giống như là 10 trên 10 có nghĩa là mình đứng khỏi mặt nước. Còn 10 trên 9 thì cái đầu còn lú một chút.
Còn xuống 8 thì cái nó chỉ còn lú cái trán thôi. Rồi xuống dưới nó bắt đầu xuống dưới mặt nước rồi. Bởi cái lực âm nó hút dữ hơn cái lực dương. Lực dương là nó kéo lên. Ai mà kéo lên thì mới được phước. Còn ai kéo xuống mà lưng chừng thế, trên mặt đất gọi là phước đức âm. Còn kéo sâu xuống thì thôi, nó thuộc về ác đức rồi. Bởi vì cái đạo Phật là đạo vật lý âm dương. Mình sống đây là do âm dương. Âm là cái sức, là cái sức kêu bằng tội lỗi của mình á. À, còn dương nó đẩy ra. Mình phải hiểu cái quy luật này thì mới tu đạo Phật được. Còn không tiểu không đủ thì kiểu như là tu mù mấy ông rời voi thôi. Rời voi rào đầu cũng mù hết. Cái đầu cũng mù, cái sừng cũng mù, cái bụng cũng mù, cái giò cũng mù. Đó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Diệu dụng của tánh thần, diệu dụng của tánh Phật trong thân người như thế nào? Có cách nào để cảm nhận được rõ ràng? Bây giờ đó, ngày xưa đó ông Phật muốn hiểu tánh Phật thì anh phải làm sao kiến tánh anh mới thấy được. Nhưng mà cái kiến tánh này vô đây không, hầu ngày xưa không thấy được. Mà duy nhất chỉ người có công đức mới mặt mai có kiến tánh được. Nên nhớ là ông Sa Lợi Phật, ông có công đức 36 tỷ năm. Mà tới cái lát thứ tư ông mới nhờ ông Phật phá được cái này. Thì làm sao mình đâu có thể sống, có thể mình không biết sống bằng ổng không? Bây giờ duy nhất khi mà quyền ký công bố ra rồi thì người ta nói hết rồi. Tánh Phật là gì, tánh người là gì, nhân quả luân hồi ta đã nói. Mình chỉ cần học cái này, còn kiến tánh bỏ liền. Học đúng tạo công đức. Công đức thì chắc chắn là tánh Phật sẽ mở ra. Với điều kiện tánh Phật phải nhiều. Mà đừng có chấp. Chấp nó mất liền thì không thấy được. Giống như vừa mở mắt thấy nó bị bâu đen không thấy được. Duy nhất muốn mà kiến tánh ở thời buổi này phải là công đức thật lớn. Còn không khi cần kiến tánh, hồi xưa kiến tánh để gì? Biết tánh Phật là cái gì, tánh người là cái gì, công đức tạo sao, phước đức tạo sao. Bây giờ ta nói rõ rồi, mình không cần cái này, không cần cái gì, không cần đi tìm, mà bây giờ sống bằng thực tế. Làm sao tạo công đức là đủ, thấy không? Rồi học được công thức trở về là đủ. Mục đích của mình là muốn thoát mà dễ thoát. Đừng có ngồi ở trong thế gian này mà học hỏi rồi bằng này bằng kia mất công lắm. Cái bằng thì giống như chuyện mình cất cái nhà sao mình đi phải bỏ thôi, ha? Cất cho nó mệt. Đời sống mình bao nhiêu? 60 năm nhà nước cho hưu rồi. Rồi giờ mình 50 năm kiếm là 10 năm rồi sao? 60 năm cũng dục. Rồi cũng đó đi kiếm còn khó. Mà đã có cái bằng cấp rồi đó thì cái chấp nó nổi lên liền. Ta là tiến sĩ mà. Ai nói không bằng ta cũng đã chết rồi. Từ chết cho đến chết chứ không có bị thương luôn á. Trời hỏi tiếp đi. Làm thế nào để nhận được vô sư trí? Tại sao có người nhận được, có người không? Thì nói rồi, vô sư trí là cái tánh Phật của mình. Có công đức thì mình kiến tánh. Người kiến tánh gọi là người nhận thấy vô sư trí. Mà cái đó thấy thì phải bằng công đức thấy. Còn bây giờ mình không biết có công đức không. Nếu người nào có công đức tự nhiên ta thấy. Mà ta thấy người ta cũng không đi khoe. Nó kẹt ở chỗ đó. Anh khoe nó bôi liền á. Thành ta sợ. Có nghĩa là thấy được tánh Phật, thấy bằng kiến tánh là mình thấy bằng tánh Phật, nó mất phá được cái vô minh. Mà cái đó đó phải là có công đức mới thấy được. Phước đức cỡ nào không thấy được hết. Anh mà cỡ như Bill Gates cũng không cách nào thấy được hết. Anh là phước đức dương ở thế giới này chứ đâu có phải đi ra được. Đừng có tưởng mình giàu rồi mình kiến tánh, không có chuyện đó đâu. Kiến tánh này là phải có công đức. Và hơn nữa là coi người đó có nhiệm vụ không? Nhiệm vụ gánh vác được cái thiền tông này là bắt buộc phải kiến tánh. Còn không có nhiệm vụ gánh vác thiền tông này, đừng có mong kiến tánh bắt không. Mà giờ biết thì trở về Phật giới thôi. Ta chỉ con đường rất rõ ràng rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Võ Ngờ ở tỉnh Bình Thuận hỏi. Như viện chủ đã nói, tu thiền tông là không cần ngồi thiền. Vậy lục tổ Huệ Năng có dụng công hay không dụng công? Mà khi bỏ thân, Ngài để lại nhục thân, làm cho các nhà khoa học phải đau đầu. Vậy viện chủ hãy vì thiền tông mà cho con rõ ạ. Thiền tông sự thật là muốn ngồi thiền cũng được chứ không phải ai rầy. Nhưng mà ngồi thiền để mà lấy cái tư cách điều hành âm dương. Chứ không phải ngồi thiền mà tưởng tượng dẹp này dẹp kia là không đúng. Ông Phật ngày xưa vẫn ngồi thiền mà.
Nhưng mà ông ngồi thiền để mà điều thân âm dương. Nếu mà ngồi thiền mà dụng công tu là sai, ngồi thiền để làm chuyện khác được. Còn Lục Tổ Huệ Năng trước khi để lại nhục thân vì một cái ông dốt không biết chữ, thì bây giờ Đức Phật bảo đến đời ông đó, ông phải để nhục thân lại, quyền ký công bố rồi. Ông phải để cái nhục thân lại để cho người ta biết rằng thiền tông không cần học thức ở thế gian này. Ông hội hiển lộ trí vô sư của ông là ông nói cái gì cũng được. Vì thế mà ông phải ngồi, ngồi để làm gì? Sử dụng cái cuộc quấn điện từ dương, điện từ âm cho nó vô cái thân ông á. Để chi? Để cho những cái sinh vật nó không có phá được cái này. Nhưng mà ông bảo quản được có 100 năm thôi, chứ không có nhiều đâu. Vì sao đó phải... Tôi nhớ năm 1986 tôi có qua bển, thì nó đang trùng tu cái tượng ổng. Tôi lại tôi quan sát rất kỹ. Nha. Cũng kêu là sơn phết rồi làm về quá chắc gì để là bởi vì nó mục rồi. Lúc đó là nó có con này con kia nó ăn rồi, ổng để lại đó. Nhưng mà cũng dài. Có nghĩa là người đó ngồi để chi? Để điều cái thân này là quấn cái điện từ lại, đừng có cho tất cả con gì nó vô đây. Hãy quấn cái điện từ dương thì tất con những con mà nó sống đó là âm, nó không dám vô. Cái thuật nó vậy thôi, thuật cái lực đẩy dương để đẩy những cái sinh vật nó đến nó ăn cái thân thể ổng. Có vậy thôi, ổng phải ngồi chứ không lẽ ổng đứng. Thì ngồi nó mới vững. Vì thế mà cái dục thân mới có. Đó là ngồi lý do đấy. Chứ còn nếu mà bình thường ổng, ví dụ ổng bữa nay ổng mệt quá thì ổng ngồi điều thân, điều hơi thở thì nó cũng khỏe thôi, cũng phải ngồi. Nhưng mà ta ngồi để mà điều hành âm dương khác, còn ngồi thiền dụng công tu thành này thành kia nó khác. Rồi, hiểu đi, hỏi tiếp đi. Theo lịch sử Việt Nam, cách đây trên 300 năm, có hai vị thiền sư là Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh tại chùa Đậu ở tỉnh Hà Tây. Có tu thiền tông hay không mà cả hai đều để lại nhục thân, xin viện chủ giải thích cho con rõ ạ. À, là hán loại ba, Vũ Khắc Minh, Vũ Trường A là hán loại ba, giết được rồi bảo vệ thân được. Ổng sử dụng cái thuật A là hán loại ba. A là hán 18 cấp, ổng là hai chú cháu này là loại ba, không phải Phật. Phật ra đời phải là một cái quyền ký giáo lý đưa ra công bố rồi thì mới về được Phật giới. Vì thế mà những cái bài mà ông viết trước khi ông chết thì ông lý luận vào trong A-la-hán không, ông giải thoát về A-la-hán thôi, không có nói này. Thấy không? Nhưng mà tại ta không biết rồi bây giờ thì thôi, ở thế gian này có người mà chết để nhục thân là thì là thánh rồi. Vừa đâu có ông Thích Thông Lạc đó, cũng chết bằng để nhục thân đó. Nhưng mà ổng là A-la-hán, mà ổng xưng rõ ràng, ổng là tôi là A-la-hán. Nhưng mà người ta không hiểu tưởng A-la-hán là giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái sức hút của cái tứ đại, còn cái giải thoát mà đi về Phật giới không về được. Về Phật giới có cái công thức riêng. Vì thế mà giải thoát này mà A-la-hán chứng là được kêu mà Niết Bàn quá thành. Niết Bàn ở trong thế giới này thôi. Còn Niết Bàn bảo sở anh phải về trên cái cõi Phật, thế giới Phật đó, gọi là Niết Bàn. Vô đó là kêu gọi là mình nói là cái thanh tịnh vĩnh viễn ở Phật giới, còn cái thanh tịnh có thời gian ở trái đất này. Thanh tịnh trái đất này gọi là Niết Bàn bảo sở. Chữ thanh tịnh là chữ Niết Bàn chứ không có gì. Còn bên kia cũng Niết Bàn, mà Niết Bàn vĩnh viễn trường cửu. Vì thế giới nó không có vật lý thì nó trường cửu, còn bên này thế giới vật lý nó phải quay, nó quay theo chu kỳ thành trụ huệ diệt. Thì bởi vậy người ta mới sanh rồi gọi là thế gian. Người này xảo, người kia để kiếm tiền. Người xin lỗi, tiến sĩ cũng xạo luôn. Ai cũng xạo hết đó. Bởi vì là tính người mà. Quy luật ở đây thì anh phải chịu thôi, chứ không cách nào anh. Bây giờ anh nói tu thánh thiện vậy chứ anh ngồi đó anh không có đồng nào anh sống thông nổi. Cúng tiền anh cũng phải lấy vậy. Làm sao thánh thiện được, thấy không? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Ở trong này thì tất cả phải áp dụng đúng theo quy luật của nó. Vì thế mà ở đây khi mà giặc ngoại xâm đến thì ông Trần Văn Tông muốn đánh. Chứ nếu mà ông tu thanh tịnh là không dám đánh nè. Vì ông đánh đúng theo quy luật vật lý. Có nghĩa là làm con người, có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc. Thấy không? Có con cháu phải lo con cháu. Chứ không lẽ rồi có gia đình rồi tôi lo nó ngồi tu rồi sao đây? Cái nhà nó sập xuống rồi ai sửa đây? Có tổ quốc giờ người ta chiếm rồi mình không đuổi ra rồi sao đây mình còn ngồi tu được không?
Bởi vì thời đạo Phật Thiền Tông nó ra đời, nó phải nói căn bản về cái nhân nghĩa lễ lý tính sống một con người ở trái đất này, trong thế giới này phải sống đúng. Vì thế mà cái Thiền Tông nó ra đời rất khoa học, nói cái gì cũng bằng khoa học hết và thực tế, mà nó phân trước được vật lý luôn. Thiền Tông phải là khoa học, vật lý và thực tế thì mới đáp ứng được cõi vô hình như thế nào, cõi hữu hình như thế nào. Trên thế giới này ngũ thú tập cư, người nào làm cái gì phải biết. Thiền Tông phải biết được cái này, còn không biết thì kể như là ăn theo thôi. Rồi hết tiếp đi. Thầy nói tu theo Thiền Tông là cực khó, vậy cái cực khó đó là như thế nào ạ? Cực khó là do cái tưởng của mình á. Cái tưởng của mình là nó kéo, nó không cho. Đang ngồi đây thì nó hồi tự nhiên không suy nghĩ, cái nó suy nghĩ nó làm chuyện khác, thì nó bị quy lực vật lý nó kéo mà. Thấy không? Giống như bây giờ đó, nó tu Thiền Tông giống như mình ở giữa biển đó. Biểu làm sao nước biển được động, suy nghĩ đi, làm sao nước biển khỏi động được. Bây giờ không cách nào đó, mà giờ vô đây thì nói mang vật lý vậy, đói phải ăn, mệt phải ngủ, người ta chửi phải tức. Vì trong tánh người nó có 16 thứ, cái nào nó cũng chạy ra. Mình thứ nhất là cái bệnh kiến chấp, không chịu nổi cái Thiền Tông này. Sở dĩ các thầy chửi cái Thiền Tông này là do cái bệnh kiến chấp. Kiến chấp ta là tiến sĩ, ta là thượng tọa, ta là hòa thượng, ta đại đức gì đó, ta là tu mấy chục năm, đó là cái kiến chấp. Cái chấp thì người ta không chịu nổi cái này, vì thế mà ta chửi cái Thiền Tông cho là ma dương tà đạo ma giáo. Là do cái kiến chấp chứ không phải gì, mà do cái kiến chấp này, do cái tưởng nó phát ra. Phát tưởng kiến chấp ác đưa ra, ba cái giấy này phải đi ra để nó triệt phá cái đối phương. Mà những người mà dùng sự dùng tánh người là phải triệt phá đối phương, không cách nào thoát được quy luật này. Vì thế mà có cái chuyện mà người này nhà này thù nhà kia, người kia thù người nọ, quốc gia này thù người kia, đó là do cái kiến chấp. Bởi vì thành một giáo lý muốn ra cái này để là nói rõ rằng tất cả những vị lãnh đạo anh bỏ bớt cái kiến chấp đi thì tất nhiên nó bình an. Vì thế mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có dạy nè: tâm bình thì thế giới bình. Một câu vậy thôi. Tâm bình thì thế giới bình, tâm động thế giới động. Rồi suy nghĩ đi, sẽ làm sao đây? Mình ở gia đình mình động là gia đình mình động, quốc gia mình ở quốc gia động thì quốc gia mình động, thế giới động, thế giới động. Nó tùy theo cái lãnh đạo, cái đẳng cấp của con người sống ở thế giới này. Bởi vì đẳng cấp của người thế giới này là quốc gia là ai? Là cái ông lãnh đạo là cao nhất. Ổng động toàn dân, ổng chết. Nha. Còn người dân thì ví dụ trong nhà cao đó, mình động cái nhà mình rung rinh thôi, chứ còn cái làng xóm đâu không thua vậy đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Công đức sáng không thể lưu hành trong thế giới vật lý này được. Để cho con người tồn tại thì thần bôi đen công đức để cho tồn tại. Vậy cho con hỏi, mình vừa có công đức sáng là thần bôi đen liền, hay một thời gian sau thần mới bôi đen ạ? Tùy theo. Bây giờ ổng không bôi đen gì đâu. Ví dụ mình đang làm ăn rồi nè, mới vừa có công đức, tạo được công đức, cái tự nhiên làm ăn không được, bắt đầu chửi là bắt đầu chửi, thì ông thần bắt buộc phải giúp. Tưởng gì tu Thiền Tông hay quá, giờ ế thấy mẹ luôn. Thì ông thần nó thôi, giờ ta bôi cho mình làm ăn lợi. Có nghĩa là trong thế giới âm mà mình có cái đèn sáng, mấy thằng âm nó không chịu, nó biểu tắt đeo ơi. Ông muốn ở với tôi thì ông phải tắt cái đèn. Thì ông không tắt thì ông thần phải làm chứ, cái ổng nhiệm vụ mà thực thi nhân quả mà. Bởi vì tại sao có nhiều người, tôi nói là hầu mới mở ra đây có cái cô, tôi không nói cái địa chỉ nhà, hai vợ chồng chấp nhau, tôi nói đừng có tu. Không biết, tôi bán một căn luôn, bán một căn nhà luôn. Nó vậy đó, mà tôi cảnh cáo trước rồi mà không tin. Đó, rồi tu đã, rồi tu có 6 tháng bán căn nhà luôn. Rồi bây giờ mới hiểu. Tôi nói rồi chứ phải Thiền Tông có vậy. Thì bởi vì Thiền Tông vừa ra đời, tất cả những người chết về Thiền Tông nhiều. Họ tưởng đâu dễ lắm. Nhưng mà sự thật tôi nói là Thiền Tông giống như là con dao không có cái cán, đụng đầu cũng chết. Vì thế tại sao người ta vô Thiền Tông ban đầu người ta thích nghe, vừa sau càng đi thì kiến chấp càng lo, thì cái người tu Thiền Tông càng ác. Có nghĩa là ác hơn người ngoài bình thường luôn. Người ngoài bình thường nói tao còn nghe, có người tu Thiền Tông mà ác rồi, nó không được đâu trả lại. Rồi nó dính vô cái kiến chấp. Kiến chấp của cái Thiền Tông là nó kiến chấp về cái lực thần.
Vì trong đó cái lực thần đã tham gia vào cái công đức rồi thì nó rất nặng, nó khó ở chỗ đó. Bởi vì tu thiền tông phải cực kỹ. Một đời này may mắn mình gặp được thì cố gắng về dẹp bỏ đi. Mà dẹp đâu có biểu mày làm gì nhiều đâu, chỉ có buông thôi. Thành ra ông Phật nói là trăm muôn ngàn kế mà không con không buông được sao? Ta tu dạy con có một chữ mà con không tu được sao? Người ta ngồi thiền này chứ đâu, Như Lai bảo con buông thôi chứ đâu có biểu con làm gì mệt, mà tại sao con không buông? Thì ông kia nói dạ nó dính cứng quá, buông dính. Vừa móc ra buông nó cũng văng lại, dính lên. Ông nói thôi vậy mày đi luân hồi luôn đi, mày khỏi về. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy đã từng nói là người có công đức sáng thì người bên cạnh mình không chịu nổi. Vì con thấy bản thân con, người bên cạnh con lúc thì thương con, lúc thì lại rất ghét con. Xin thầy giải đáp giùm cái phần này ạ. Nó ghét là khi nào mình phát ra đó. Bây giờ thí dụ mình tu thiền tông mình không biết gì, vô cái chùa không ai nói gì hết. Mới vừa nhúc nhích ông cúng cho ai ăn một câu đó là nó ghét con, nó đuổi ra khỏi chùa, một chỉ một câu thôi. Thấy không? Còn đi vô đừng ai nói gì sao sao biết. Có nghĩa là thiền tông không lưu dấu vết. Người ta đang tiễn cái đám ma hộ niệm 40-50 người. Rồi con lại con hỏi là có hộ niệm được không? Nổi vừa mở đó là nó tống cổ con đi ra liền, phá chuyện cô ta mà. Đó. Thì tại vì người ta ghét là tại vì mình nói ra sự thật. Còn người ta, ta không ghét mình là ta không biết gì hết. Ta tưởng là giống cũng như người ta, tưởng đâu thấy cúng cũng lợi phái cúng vậy thôi. Chứ sự thật mình chỉ phát ra một chút xíu thì tất cả những gì nó phát ra biết liền. Có nghĩa là mình phát mình chê người ta mà. Thì thế giới này người ta đang sinh hoạt cái nghề đó mà tại sao mà chê? Một người thì nó chửi một người, mười người nó chửi một người, mười người, dễ là vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo xin mời chị Ánh ở Bắc Ninh đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Vâng ạ, kính chào thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân cùng tất cả các quý vị về dự buổi lễ giải đáp ngày hôm nay. Cháu tên là Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1992, cháu đến từ Bắc Linh. Hôm nay cháu vào đây cũng có một số câu hỏi thắc mắc, mong thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân giải đáp thắc mắc giúp cháu ạ. Cháu có 6 câu hỏi xin được hỏi thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Câu thứ nhất, cháu được biết trong đạo Phật là có quy y Phật, Pháp, Tăng. Quy y Phật thì cháu cũng biết rồi và quy y Pháp thì cháu cũng biết. Vậy thì còn quy y Tăng thì cháu muốn hỏi là quy y Tăng này là tìm vị Tăng này ở chùa nào hay là vị Tăng này là cụ thể là người như thế nào ạ? Bây giờ Tăng là thì cơ bản tìm cái câu này nè. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quạng nhọc nhằn. Tìm cái ông nào là hiểu cái này, ông Tăng phải là giác ngộ giải thoát thì ông mới là chánh Thánh Tăng. Độ người ta, độ là gì? Giúp người ta đi trở ra Phật giới. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quạn nhọc nhằn. Làm sao đưa một con người trở về Phật giới? Ông nói là Thánh Tăng đó. Tìm đi. Tìm từ Bắc Ninh đến Cà Mau đi, coi có ông nào đó không. Mà bây giờ có đó, thiếu gì đưa tiền nó độ. Chứ còn độ về Phật giới thì chưa, tôi chưa thấy. Vậy là ở các chùa thì có vị Tăng này không ạ? Cái đó phải đi tìm chứ sao hỏi tôi. Tôi đâu có vô chùa. Thì giờ con ở ngoài đó tất cả chùa trên Bắc Ninh tôi thấy là 125 cái. Tôi đã từng đến đây. Tôi có hỏi đến 100 cái rồi, không ai biết. Còn 25 cái tôi chưa có nói, chưa có hỏi. Là tôi đi không hết. Ha. Thì tôi chỉ cần không hỏi thỏa sách tôn, hỏi thánh tăng ở đây có dạy giải thoát không? Ông đâu không có, tôi cúng không. Cứ hỏi cầu gì thì tôi biết là không phải thánh tăng rồi. Thầy cúng là không phải thánh tăng. Ha. Con vô tất cả các chùa, con chỉ hỏi thế này con mới tìm được thánh tăng. Hỏi thế chùa tu có gì? À, ta nói tu cúng, rồi sau đi ra. Chừng nào ở chùa tu chuyên dạy giải thoát, ông đó mới đi tìm ông hỏi giải thoát không sao? Thì ông đó mới quyền. Vì thế mà vừa rồi có một cái anh ông nói là ông đi đi 4-5 tỉnh tìm một thánh tăng không có. Thì cũng giống như con hỏi vậy đó. Rồi sao?
Thì thôi về Bắc Ninh hỏi tiếp. Dạ vâng ạ. Cháu xin được phép hỏi câu thứ hai. Trong kinh có câu một người mù đi xuống hố, dắt cả lũ mù cùng đi xuống hố. Câu này là như nào? Thì ông Phật ông nói là mày mù quá. Mày giống như mà, cái mù này ông Phật là nói năm mù rồi voi đó. Mày dẫn người ta đi đi. Thì mấy mù thì ông dẫn mười mù không xuống sông, xuống hố sao được. Ông Phật cảnh cáo mấy cái ông mù đừng đi dạy người ta. Chỉ cái người sáng mắt á. Mà cái người sáng mắt á không phải thời độ đồng sáng mắt được. Sáng mắt thời độ đồng người nào phải kiến tánh ta mới hiểu. Còn sáng mắt vào thời kỳ nguyên tử này nè, rất nhiều người sáng mắt. Nhưng mà có một điều á là cái người mà cái thời kỳ mà chưa công bố huyền ký thì người đã sáng mắt bằng mắt thần hoặc mắt của hồn. Vì thế mà đi trong cõi âm. Sáng mắt bằng cõi âm chứ không phải sáng mắt bằng của Thánh Phật. Thánh Phật là nó nhìn khác. Thánh Phật là nhìn khắp càn khôn vũ trụ, biết từng nguyên tử luôn. Còn tánh của hồn, tánh thần nó nằm chỉ trong cái phạm vi cái cõi người ta thôi. Đó, vì thế mà có thời trước có lập đạo, mà khi tôi bảo đảm là khi công bố huyền ký rồi, đạo không được lập nữa, không ai lập được nữa. Tại vì người ta sợ, người ta không hiểu. Mà chỉ cái người lập đạo là ta không, ta mù quá, ta lập được á. Còn người nào mà hiểu từ tông biểu lập đạo hoàn toàn không dám. Bởi vì lập đạo anh khó lắm, không phải dễ đâu. Bây giờ có rồi còn theo không nổi chứ đừng nói lập đạo. Giờ thiền tông có rồi đó. Có rồi đó mà đi theo có theo nổi không? Còn lập đạo nó khác, lập một cái tôn giáo khác hoặc cái đạo giáo khác hoặc một tín ngưỡng khác mới gọi lập đạo mới. Còn những cái cũ cũ thôi, bây giờ bắt cũ mà khi mà bây giờ đó thì tôi thấy á, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam á, ông nói là bộ văn hóa nên nghiên cứu cái mà không cái khoa học này nè. Ông tuyên bố trước Quốc hội tháng 6, năm nay tháng 7 nè, đề nghị là vì ông trả lời thế này nè, ông trả lời cho một đại biểu Quốc hội tên là Phan Trọng Nhân ở tỉnh Bình Dương. Hỏi ổng vậy chứ bây giờ đó nó có một cái thuyết rất khoa học thực tế, không mê tín gì đâu. Ông nghĩ thế nào? Ổng nói nếu có thì nên giao cho Bộ Văn hóa Giáo dục kiểm tra cái này, phổ biến, nếu có phổ biến cho người nghe, cho toàn dân biết. Mà nên nhớ rằng nếu mà nhà nước mà tham gia cái này thì nó đi sẽ đưa vào trong cái trường học. Đứa con nít nó vô rồi mà từ lớp mà lớp 5 này mà nó học lớp 12 thì tất cả thế hệ sau không còn mê tín nữa. Bây giờ vẫn còn. Vì thế hệ cao là cái mầm non của quốc gia mà, mầm non quốc gia để điều hành tương lai quốc gia, nó không mê tín thì cái kia dẹp luôn, cái mê tín dẹp luôn. Bây giờ mình nói vậy thôi chứ sự thật khó dẹp lắm, cao là dẹp 1% thôi. Nhưng mà thế hệ sau nó sẽ dẹp trắng luôn. Thế vậy thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến như vậy thì bên văn hóa đã có triển khai thực hiện theo lời của Phó Thủ tướng chưa ạ? Bây giờ đó thì tôi nghe nói thôi. Cái bữa đó nói thì có bà Nguyễn Thị Kim Ngân bà nghe, Thủ tướng Chính phủ nghe. Còn chuyện thực thi cái này nó không phải đơn giản đâu. Bây giờ ông ra lệnh vậy thì ông phải có cái văn bản gửi cho Bộ Giáo dục, Văn hóa Giáo dục, rồi Văn hóa Giáo dục nó đi tìm cái này. Nha. Mà bây giờ tôi biết người có người cung cấp tài liệu này rồi, còn người ta thực thi thì đâu phải một ngày hai ngày đâu, một năm hai năm, khi nào xong rồi mới đưa lên cái buổi sinh hoạt chính phủ á, tất cả những gì ta đồng ý rồi thì mới đưa vào cái thông tư hoặc là cái nghị định của chính phủ thì ta mới thực hiện được. Đi qua tuần tự pháp lý phải từ 6 tháng đến 1 năm. Chứ không có cách nào nhau, không phải bữa trước rồi sao. Không hỏi giống như mình có tiền túi bỏ ra mua. Con vô công ty con làm, con muốn lên kế hoạch gì, con phải lên kế hoạch rồi. Cái anh Thu Ngân, anh xúc. Rồi có mấy người đi mua nó tương tự dài lắm. Còn cái thằng này muốn mà tìm hiểu cái tinh hoa đạo Phật thì nó rất nghiêu khê. Người ta phải mời tôn giáo vô à, chứ không phải là giáo dục đào tạo, là mời tất cả các ban ngành đến giải quyết cái vấn đề này. Người ta thấy đồng ý hết, 10 người đồng ý hết thì mới trình thủ tướng ký ban ra cái nghị định. Còn bây giờ
đâu phải tự nhiên nghe nghe một người nói thôi, ông này nói hay thì ông cũng biết hay, nhưng mà trước ra phải thực tế. Tôi nói á, cách nay một tháng ba người đại diện UNESCO đến yêu cầu tôi trình bày, tôi nó không trình bày được. Muốn trình bày thì ông phải đi qua cái hệ thống chính quyền. Ông UNESCO là cái bộ nào quản lý anh em? Thứ nhất là bộ ngoại giao, dẫn về tỉnh Long An của Đức Hòa về xã Mỹ, xã Tân Mỹ báo tôi sẽ mở một cuộc tiếp. Là tôi có cái bài thuyết trình đàng hoàng, chứ không phải tôi ngồi đây tôi nói miệng. Giống như tôi có cái bài tham luận để tôi đọc rồi tôi giao lại cho tất cả như thế này. Thì bây giờ tôi thấy đó, mấy ổng cũng đang kế hoạch này, ha. Nhưng còn thời gian dài không, không biết. Nhưng mà nếu mà ổng gì tinh hoa nhân loại thì nó nhanh. Còn ổng gì bên sau đó tôi không nói. Đa số những người đến tất cả các tổ chức đều tiền. Tôi nói thật, kể cả báo chí mà muốn viết về cái Thiền Tông phải có tiền nó mới viết. Còn có không viết đâu. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này là thế giới kim ngân mà. Giờ con hỏi tiếp đi. Cháu đọc trong kinh Pháp Hoa đã lâu rồi có câu hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Thì cháu thắc mắc là thiền học ở trong kinh Pháp Hoa này nói đến có phải là pháp môn Thiền Tông thứ 6 bây giờ không? Bởi vì cháu thấy là ngày xưa trong kinh nói đến chỉ có các pháp môn tu toán tưởng, người tu cô tịch các thứ, chứ không có nói đến thiền học cụ thể như thế nào. Thì bây giờ cháu muốn thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân giải thích cho cháu xem biết có phải là thiền học trong kinh nói là pháp môn thứ 6 Thiền Tông bây giờ không ạ? Thiền là ta ngồi thiền để lắng động lại, cái đó thiền vật lý. Còn thiền học nó không ngồi mà nó nói trả lời bằng văn học, thì ta nói thiền học là nó tương là nó ám chỉ cho cái Thiền Tông này. Thiền Tông là thiền học chứ không phải thiền ngồi, thiền dũng lý, thấy không? Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng có nói với câu khi mà thiền học ra đời thì ta giải thích là Thiền Tông ra đời phá mê tín, phá tín làm hết. Nhưng mà hồi sáng tôi có nói đó là cái chùa Thiền Tông này thiền học ra đời để chuẩn đạo Phật lại chứ không phải phá. Giống như ví dụ còn có đứa cháu gì nó tầm bậy không thể giết nó được, kêu nó về dạy nó trở thành con người tốt, tạo đào tạo con người khó đó. Mà đào tạo một trở thành một cái tôn giáo không phải nhỏ đâu, không phá được. Tôn giáo sai phải chỉnh lại, đi cho đúng. Giống như đây là một cái tài sản rất quý của nhân loại. Thí dụ có cái chùa mà bây giờ nó mua cúng, mà giờ nó cúng nó đưa vào trong cái giải thoát thì sao? Cơ sở nó đã đầy liễu rồi, mình chỉ cần chỉnh quay cái đầu nó lại thôi. Thì vì thế mà Lục Tổ ông có nói là hơi nặng, ông nói là phá tà tông. Chứ còn mình ở đây là chuẩn quá đạo Phật chứ không phải tầm. Dù anh tà không tà, tôi nói vậy đó, cho chỉnh lại thôi, nó nhẹ nhàng chút vậy thôi. Có phải là hồng trần đám lửa cháy lan là cũng muốn nói là đến thời bây giờ là mê tín dị đoan đang rất là gây bức xúc, và mong thầy giải thích câu là nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay, thì có phải là xối tràn đi tất cả mê tín dị đoan không ạ? Đúng rồi, thiền học nó ra rồi tất cả nhiệm cầu xin lệ lục quá. Bây giờ Thiền Tông ra nó phân tích nè, nó phân tích là cái lại này không đúng, này cầu này không đúng, xin không đúng, tụng kinh không đúng, gõ mõ không đúng, thì để chi nó, để nó cái mà sai lầm nó thì cái thiền học này nó rơi xuống. Ví dụ con đang gõ mõ mà thiền học nó vô con rồi, tự nhiên con hết gõ mõ thì nó tắt cái gõ mõ liền, thấy không? Ta con đang cúng, thiền học nó vô nó cúng cho cô hồn ăn thì tự nhiên con bỏ, chứ không lẽ hồi đó con tưởng là cúng Phật. Thiền học nó nói Phật không có ở đây, cúng vô ích. Thì chỉ một nói, cái lời nói ta vào cũng như là ví dụ là nước mưa thiền học xối tròn tắt ngay, thấy không? Giống như nước lửa nó đang cháy, còn chỉ tạt một gốc nước vô nó tắt liền. Mà cái thiền học nó tắt bằng cái tâm linh, còn cái nước thì nó tắt bằng tứ đại. Tứ đại cái nào mạnh nó thắng, nước ít, lửa ít, tứ vô nó tắt, lửa nhiều tứ vô nó đốt luôn. Thế giới vật lý vậy, mạnh được yếu thua, vật chất cũng mạnh được yếu thua, mà con người cũng mạnh được yếu thua, luật pháp cũng vậy, mạnh được yếu thua, chứ không có gì khác cái này. Thế giới vật lý nó là vậy,
Rồi, câu hỏi tiếp. Cháu xin hỏi tiếp là từ trước đến nay cháu vẫn được nghe rất nhiều câu nói là thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới ra tu chùa. Thì mong thầy giải thích là ba cái lời tu này cụ thể như thế nào và ý nghĩa của ba câu này là như thế nào ạ? Tại gia thì nó có hai ba người thôi gây lộn thì cũng tu được đi. Chợ nó ồn lắm, quá nhiều người mà còn tu được còn giỏi. Còn vô chùa tu khỏe ra, cào cái đầu cái vừa ngồi đó nó ngào lại nó lại, không dám đụng tới ông thầy nữa, thiệt dễ tu không? Ta là thầy đây nè, rồi ngồi đây, mới vừa bước vô cửa thì quỳ lại ổng rồi, con đâu có dám ghẹo ổng đâu, coi ổng là thánh rồi, ha. Ở ngoài chợ cãi lộn được, ở trong nhà cãi lộn được, chứ vô chùa rồi ổng đang mà tọa thiền một cái ha. Đi không dám đi, sợ ổng giật mình. Cúng tiền ổng phải đưa hai tay chứ một tay ổng không lấy. Nó vậy đó. Vậy ý nghĩa của ba câu câu này là muốn nói điều gì ạ? Nghĩa là dễ nhất ở trong tù à. Tù nhất là dễ trong chùa. Cạo đầu mặc áo là thành trong chùa, không ai dám nói, dễ nhất. Không ai phá mình mà. Ở chợ nó phá, trong nhà nó phá. Vô chùa không ai phá là dễ tù nhất. Thứ ba tu chùa là tu cái chỗ này là tu cái nơi dễ nhất. Hiểu không? Giờ con muốn tu, vô chùa tu. Con ra chợ tu, mấy bà hàng mảng cá nó đập con á. Ở nhà con tu thiền tông á, cái người mà tu mật chú á, nó đập con luôn á. Chỉ vô chùa, tôi là trụ trì đó, tôi đang ngồi thiền đó. Ở trước này, có để cái chuồng đó, muốn cúng gì quăng vô trong cái chuồng đó. Còn nếu mà tôi ngồi vậy á, thì phải làm ơn quỳ nha. Quỳ đưa bằng hai tay à. Tôi là thánh tăng mà, thánh đang tu mà, đang dụng công tu thiền. Bởi vì nó dễ nhất là ở trong cái chùa. Thầy chùa đi ra ngoài nó còn chửi, vô chùa không dám chửi ông đâu. Ông hù, ông nói có thằng bảo vệ tao, mình làm chửi mình chết tao. Thì dễ, thứ nhất tại gia, thứ ba tu chợ, thứ tư tu chùa gì đó. Thì tu chùa là dễ nhất, tao mới vô. Còn thắc mắc không? Thắc mắc thì hỏi thôi. Không qua câu khác. Vâng ạ, cho cháu hỏi câu tiếp theo. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ có nói nơi đây chỉ là phương tiện, chưa phải là bảo sở. Vậy thì tại sao các thầy lại nói là đây đã là tu giải thoát rồi ạ? Thì thầy giải thích giúp cháu câu này. Bây giờ cái thế gian, con người bình thường thì nó gian về bên ngoài. Ông thầy ông gian về đạo, ông lãnh đạo thì phải gian về đạo. Để chi? Nếu mà ông nói mà không được thì ai lại nghe? Lại nghe là phải cúng tiền. Con người, nếu mà nên là con người mà khờ á, lường người ta nó khác, lường người ta không ăn thua. Mà con người có học thức cao á, nó lừa khủng khiếp lắm, theo trình độ người ta. Còn mà ông thầy á, mà đã tu rồi á, mà muốn lừa Phật tử dễ như ăn chơi. Chỉ cần nói ra một hai câu rồi. Ông thầy nói có ai dám cãi không? Đi lại qua nhà ngày mai đó tốt quá, ngày mốt mà cắt nó cháy nhà đó, ai dám không? Dám lại ngày mốt cắt, ông nói giờ nào phải lại mới lấy. Nhưng mà đây là ông lừa mình thôi, chứ thế giới này nhân quả. Anh cắt cái chùa, anh cắt cái nhà cứng, không qua không lấy. Xi măng cốc thép đầy đủ, không sập. Còn ăn cắp, anh làm non vài bữa sập. Nó quy lực, giờ anh cúng 10 cái nó cũng sập lên. Bởi vì thế gian, người thường thì lường gạt theo người thường, người trí thức gạt theo người trí thức, tu hành là theo người tu hành. Tu hành còn dám xưng Phật, xưng Thánh nữa, con suy nghĩ sao? Chưa đi, bây giờ thế giờ nhiều người đó, lên mạng, ta là Thánh này, Thánh kia, nói chuyện trên trời với đất không? Đã có người thế gian đó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, cho cháu xin phép hỏi câu cuối cùng là có một Phật tử nhờ cháu hỏi giúp là người Phật tử này năm nay đã 77 tuổi rồi và trước đây đã 23 năm làm các việc phước đức bên vật lý và mới chuyển sang tu thiền tông được 2 năm nay thì các cái việc tạo công đức không thể bằng được các việc làm phước đức bên vật lý 23 năm thì người Phật tử muốn hỏi là những số phước đức mà suốt 23 năm làm bên vật lý kia thì có chút nào chuyển họ sang công đức được không ạ? Chuyển không được, nhưng mà thế này nè. Mình bây giờ mình tạo công đức đi rồi cái phước đức nó để đó. Phước đức khi nào mình xài nó mới hết nha. Giống như con có tiền á, con đi mua hàng nó mới hết.
còn con không có để nó hoài. Nhưng mà khi về về trung tâm nhận hành là cái phước đức nó trở về cái điện từ dương, nó tự nó mất. Còn cái ác đức nó về điện từ âm, nó mất, chứ không có chuyển được. Nhưng mà bây giờ mình chuyển thế này nè, mình hồi xưa đó mình có tiền mình làm cái này cái kia, bây giờ thì mình in ba cái sách mà gọi là, hoặc mình tổ chức này tổ kia kia đó, thì nó tạo phước đức. Bây giờ đừng tạo, nó tạo chuyển qua bên này. Cái người mà có cái sức mà làm phước đức rồi, nếu mà chuyển ra rất nhiều, bởi vì người ta gọi là người giàu. Người giàu hồi đó tôi không biết, tôi mua đất và tôi mua hột sòn, thì lấy cái hột sòn mới xài được, mua đất không xài được, thì đại khái vậy. Thì cái người giàu tạo công đức rất dễ, vì ta có phương tiện. Còn người nghèo muốn tạo công đức phải vất vả lắm, phải rinh từ quyển sách đi cho rồi này kia nọ, ha, cho mượn. Người giàu không cần, tôi sắm tôi để đây một đống nè, 10 ông là chứ sao cứ dính một ông là tôi có rồi. Tôi sắm cái tivi tôi mời cho người ta lại nghe nè. Người nghèo sao có tiền tìm mua tivi? Thì chỉ có công đức đấy. Bởi vì người giàu tạo công đức phải biết, dễ tạo nhất. Cái gì cũng vậy, có tiền mua tiền cũng được. Còn ba cái công đức này dễ ở. Thấy không? Thế bây giờ người Phật tử này đã cũng 77 tuổi và cũng khá là cao tuổi rồi, thì là ngừng làm tất cả các việc phước đức lại và chỉ làm tạo về công đức thôi chứ ạ? Nếu mà người này không kiến chấp thì bỏ cái phước đức. Còn kiến chấp hoàn toàn không được. Là vì cái kiến chấp là cái hút mà, cái kiến chấp nó âm, nó hút lại, nó không con người đi ra đi. Bởi vì cái phước, cái công đức này nó đi ra, nó giọt đi ra ngoài cái sức hút vật lý. Mà thế đây này là mình phải gan thì mới thoát được. Còn không, giống như con ở nhà, con muốn bỏ nhà đi mà bước ra cửa con nhớ con chạy vô. Thấy không? Con phải làm sao đi ra khỏi cái nhà này. Mà ở thế giới này cái gì có hoàn toàn không có thể thoát được đâu. Anh có phước đức rất nhiều, hoàn toàn là không cách nào thoát ra được. Mà bằng cách lương lẹo là anh phải tạo công đức cho nhiều để nó nhả cái phước đức ra thôi. Để đến khi mà trở về Phật, hiện nay 70 mấy tuổi thì nên tạo đi. Có cái gì tạo, hồi đó mình tạo phước đức đừng có tạo nữa. Bởi vì nó khó đó. Vì cái ma âm á, nó không cho mình thoát ra đâu. Nó dụ mà. Nó dụ phải ở thế giới này để sinh hoạt với nó. Mình ra là kể như hết người chơi đó. Vâng, bởi vì người Phật tử này cũng rất là thắc mắc ở chỗ là, bởi vì ngày trước không biết đâu là công đức phước đức lên là đã tạo rất nhiều trong suốt 23 năm mà mới chuyển sang Thiền Tông được 2 năm, thì sợ là không kịp tạo được nhiều để kéo lại chỗ phước đức kia, và đúng lúc mất thân thì sẽ bị giữ lại ở thế giới này bởi phước đức ấy ạ. Bây giờ phước đức ở đây giống như con có tiền con xài nó hết, công đức ít nhiều con về bển á. Giống như cái bà gì mới về đó, ít quá bà trả lợi, bà kiếm thêm. Bây giờ bà 93 tuổi bà còn kiểm được, không lẽ mới 77 tuổi không làm được. Mà do cái ý của mình, bây giờ thâu suốt cuộc đời tôi chiêm rồi. Bây giờ muốn làm nhanh dễ ợt, mở cái thư viện nhà đi mua sách rồi la hôm giờ mấy người lớn tuổi mà. Rồi có tiền đó, anh lại đây chơi uống cà phê với tôi cho ăn gì đó, được. Ngày nào cũng có người ăn hết đó. Con uống cà phê không sao mà, ăn cà phê với bánh gì rồi việc cho ngon đó. Ăn cao lương với vị rồi nó ngồi nó đọc. Rồi con muốn tìm cách, con muốn tìm hỏi cái này được không? Dạ anh đọc, anh hiểu cái này, anh trả lời cho tôi hiểu đi, tôi thưởng anh tiền. Nó đọc cho coi, cả xóm nó lại nó đọc luôn. Rồi nó trình bày cho con, mặc tình con hốt công đức. Chơi cái thuật này mà. Bây giờ giống như con đưa cái bài 36, ông Trần Nhân Tông dạy con. Trả lời hết được cái này là tôi cho 100 ngàn. Cả xóm nó lại nó đọc, nó giải cho con. Thì tự nhiên nó dính vô, tự nhiên là con tốn 100 ngàn mà được cái công đức vô lượng. Thấy không? Chơi thuật đó đi. Ông 77 tuổi cũng làm 3 năm xin lỗi. Kêu mà về bển là Phật cả rồi, chứ không phải cả con. Đây cái thuật của ta mà dám chơi đó không? Đem lại TV, mở cái diễn đàn hoặc là trả lời đó. Anh hiểu sao? Lại có thưởng, chơi bây giờ có tiền á thì chơi thưởng. Anh trả lời được cái này tôi thưởng anh, reo da chơi da. Thứ nhất 1 triệu, thứ hai 500, thứ ba 200, rồi nó lại sắp hàng, nó sắp hàng nó thì nó lấy tiền, nhưng mà nó quên một điều, nó nhả công đức cho con, nhưng mà nó cũng có chứ không phải không mà nó không biết. Nhưng mà những người mà hiểu đến đấy rồi nhưng họ không tiếp tục vào yếu chỉ và hoặc là vào bí mật thì
người Phật tử mà mở thư viện các thứ kia thì có vẫn được công đức hay là như nào? Thế giới này anh muốn qua thế này anh phải qua cái luật giấy chứng nhận. Còn cái trở về công đức á, anh không cần, nhưng mà nguyên tắc anh phải tạo công đức cho nhiều và đồng thời hiểu được cái công thức đi về. Còn sinh hoạt ở đây phải Phật tử, Phật gia, thiền gia, ba cấp. Còn nếu mà nghiên cứu chút kỹ rồi, tạo như vậy biết, tôi nói biết rồi, cứ làm vậy đi. Tự nhiên mình biết. Rồi bây giờ trước khi ba ngày chết, xuất hiện qua sen thật tốt, rồi biết mình về. Đã hiểu rồi, còn cái mà ba cái giấy này là để sinh hoạt rồi thế giới vật lý này thôi, chứ đi chết đâu có đem về bển đâu. Chết về bển đâu có đâu, đâu có cái chỗ nào mà treo cái bằng này. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Vâng ạ, xin cảm ơn thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân ạ. Cháu đã hỏi xong ạ. Xin chúc thiền gia và tất cả quý vị sức khỏe ạ. Tiếp theo xin mời chị Mỹ Loan ở quận 7 đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính chào bác Nguyễn Nhân và toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay ạ. Hôm nay con có 4 câu hỏi, xin hỏi bác viện chủ ạ. Câu hỏi... Không có lem nhem gì cái gì. Mà cái người lem nhem là người đứng ngoài. Đứng ngoài đó ai là thánh đó. Nó kéo mình lại. Vì nó đã chơi với người ta bao nhiêu năm rồi. Chơi với thánh bao nhiêu năm rồi mà giờ muốn ra thánh nó không chịu đâu. Vì thế là mà có cái... Mà nó ẩn vô cái gì? Nó ẩn vô cái kiến chấp của mình. Thánh nó ẩn vô cái kiến chấp của mình. Và cái ác của mình. Nó làm cho cái hai này đứng lại. Nó không cho này quay đi ra. Đó, mình phải hiểu thế giới này. Giải quyết định đoạn là do vị thánh. Vị thánh muốn cho mình về, không hoàn toàn không cho về luôn. Giống như tại sao mình về rồi mà ông thần không thử mà là ông thánh thử. Quý được anh muốn ra cái này anh phải qua nổi cái tay tôi không? Anh gan hơn tôi cho ra, còn không ra thôi, kéo lại. Vì thế mà vô rồi mà rút lui là chắc chắn thánh kéo lại. Thánh là âm, thánh là người cõi âm, thì nó thuộc về âm, nó kéo lại chung. Nó mình phải hiểu thế giới này chứ còn cái tánh người không thôi, cái tánh người chỉ là cái công cụ thôi. Mà hoạt động cái này là do cái gì? Do tánh Phật. Mà tánh Phật nó bị vô cái tử cung người mẹ, nó quên rồi bây giờ thầy điều khiển bởi ông thánh. Đó, giống như mình bây giờ cái hình nọ mà ra ngoài ai chui vô thì người ta chạy vậy thôi. Mình phải hiểu này. Cái mà kéo mình lại là thánh, thần rất công bằng. Anh có tôi cho anh về, anh không có tôi đưa cho anh đi luân hồi, cái vậy thôi. Tánh người chỉ là công cụ thôi, nhưng mà nó phát sinh bởi cái kiến chấp là do vị thánh ẩn vô. Cũng như con người đó, tại sao không chấp? Là vì nó không có ai ẩn thôi, nó cứ bình thường thôi. Rồi con người bình thường. Mà con người bình thường mày mới đi về Phật giới được. Vì thế Đức Phật cũng nói là bình thường sanh ra đạo. Anh bình thường đi, anh sẽ ra con đường. Sanh ra cái đạo này, cái con đường, đường về Phật giới. Nhưng mà ông nói bình thường sanh ra đạo, mạc thượng pháp đi vào, về nơi Phật giới sống. Câu Huyền Ký đã nói vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy người này phải làm sao để vượt qua ạ? Cái đó do mình thôi chứ đâu có ai làm sao. Vậy do mình có quyết chí không? Vì thế mà muốn tu theo này nó có ba cái căn bản. Anh muốn đi, muốn tu không? Muốn tạo công đức không? Bây giờ tôi cho chấp cỡ nào anh đi tạo công đức đi. Người ông cô hồn cũng không dám tới nữa. Anh tạo được một hai người công đức rồi mấy cái gì kia bắt đầu nó không lợi nữa, bắt đầu nó bỏ. Vì cái công đức nó dương, nó âm, nó chịu nổi, nó không lợi gần thôi cho mình thôi. Đây là nguyên tắc vậy thôi, chứ không làm sao được. Mình ham muốn nhưng mà rồi cái nó suối không phải, rồi trật. Thì bây giờ duy nhất chỉ có tạo công đức, làm sao tạo công đức. Nãy công đức tôi nói rồi đó, không cần làm lớn. Làm sao mà xung quanh cho biết, còn muốn hốt nhiều. Tổ chức ăn uống, ngày nào cũng vậy, uống có thưởng, cà phê có thưởng. Giải đáp có thưởng, xin lỗi. Anh ơi, có chừng 10 triệu đồng quá nha. Anh đi vòng vòng mất công thì anh ngủ tại nhà, anh lấy 10 triệu đồng anh thưởng đi, mua cà phê uống. Một tháng công đức nó vô cho mà coi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2 ạ.
Vừa qua con được thầy giải đáp là trung ấm thân của ta khi đến trung tâm vận hành luân hồi là không còn lực hút của điện từ âm dương nữa. Và trung tâm vận hành luân hồi nằm ở bầu hoàng đạo 1 và 2. Vậy thưa thầy, bầu hoàng đạo 1 và 2 vẫn nằm trong tam giới và vẫn còn điện từ âm dương. Vậy cửa hải chiều dương cũng nằm tại chỗ này hay ở ngoài bầu hoàng đạo ạ? Con chưa rõ chỗ này, kính mong thầy giải đáp cho con ạ. Thưa đọc quyền ký biết trung tâm vận hành là cái gì. Bây giờ con suy nghĩ giống như trái banh đi, con quay một cái, con để đi cái bàn, con quay một cái, nó quay cái chỗ nó không quay. Trái banh đó là mình nói là tam giới chứ không phải là trái đất nha. Thì trong đó 45 hành tinh có sự sống nằm trong trái banh đó đó. Rồi hàng hà sa số, kim mộc thủy hỏa thổ nằm ở trong đó đó. Nó quay từ trái đất mà dẫn vô trung tâm vận hành là không có đi, là tự nhiên trái đất nó quay rồi mình chừng nào tới ông Phật mới chỉ ra. Mà đến khi mà trái đất mà nó che được cái mặt trời á, thì cái trung ấm thân mới được vườn đi ra. Vừa bước vô trung tâm vận hành thì phước đức dương trả về cho điện từ dương, phước đức âm trả về điện từ âm, thì lúc đó Phật nhãn mới mở ra. Phật nhãn mở ra thì chỉ còn Phật nhãn và công đức. Quy tắc vật lý đẩy ra về tới Phật giới. Một tiếng đồng hồ, đi một giây 900.000 cây số, nhân đi một giây, nhân cho 60 giây, rồi nhân cho 60 phút thì ra mấy chục triệu, mấy chục tỷ gì đó ra. Đi một tiếng đồng hồ đó, rồi về đó đó thì công đức thì điện từ quang nó nhuộm vô, nó biến thành là cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh nó mới sản sanh một kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào ta, tức khắc thành Phật. Bên đó mới là thành Phật, chứ bên này không có thành. Bên này có thành Phật nhân, nghĩa là hồi xưa con không hiểu con tánh Phật, bây giờ tôi có tánh Phật, tôi là Phật nhân, tôi là Phật, con người Phật. Con nói không có sai. Nhưng mà Phật có kiến chấp, có mang thân người, có mang cái tánh người là phải kiến chấp, có vậy thôi, Phật nhân. Nhờ tất cả những người Phật nhân mới đi về Phật giới, mới về Phật quả được. Có nghĩa là mình biết tánh, mình có tánh Phật, mình mới thành Phật. Vì thế mà lục tổ nói là nếu người đó mà họ biết họ có tánh Phật thì mới truyền cái này cho người ta, không biết thôi. Đừng có nấu cát mà uống thành cơm, đừng có nói chuyện với cái ông mù, ông không biết gì, đưa địa chữ ông mù đọc, ông không có đọc đâu, vô ích. Lục tổ nói rõ rằng cái người biết chữ mới đưa chữ cho ta đọc, còn ta không biết chữ đưa làm chi, uổng lắm, thôi đi chỗ khác. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 3 ạ. Con đọc sách thầy có dạy là người tu tập pháp môn thiền tông này thì các đường đi luân hồi đều đóng cửa hết, chỉ còn hai cửa về là đường về Phật giới và trở về làm người. Nhưng gần đây con nghe thầy lại giải đáp là người tu tập thiền tông mà tạo ác nghiệp thì khi chết vẫn còn bị vào cõi cô hồn. Kính mong thầy giải đáp cho con chỗ này ạ. Không phải về cõi cô hồn. Tất cả những người tu thiền tông bây giờ bắt đầu chơi con dao không lưỡi ra, không có vô cô hồn được, không có cái đường vô cô hồn. Mà thiền tông đi vô thì duy nhất một, anh về Phật giới, không thì anh xuống cái hầm 10 tỷ, có hai con đường đó thôi. Đó, một là anh về Phật giới, anh biết anh về, anh đã vô trong này rồi, anh không có chạy đường nào. Một, xuống 10 tỷ năm ở, hai, về Phật giới, rồi. Nói cho rõ vậy chứ chưa không có nói nha, không có nói tới cái chuyện gì. Người tu ở, người mà xuất gia vô chùa chọn học hai con đường, một là qua báo, hai là thành cái gì á, hoặc là nếu mà có thiền tông thì về Phật giới được, còn không thì anh phải thành cái gì ở trong thế giới này, tu làm sao phải thành nha. Thì bây giờ 37 pháp trợ đạo muốn thành cái gì thì vô đó. Thiền, bởi vì khi mà xuất gia rồi cắt vô nhà nha, cắt vô rồi làm một loài ngạ quỷ không còn. Đó, thì một là vô rừng ở, hai là sao? Hai nữa là anh đi đâu á, đi có hai đường thôi. Một là anh làm thánh á, anh tu thành thánh A-la-hán là được à. Bởi vì có kết quả mà. Còn không, anh không làm thánh á, thì anh phải vô rừng á. Vì thế mà con người tu đi vào hai cái ngõ cụt mà ta không hiểu. Ta tưởng đâu người ta xuất gia rồi ta tu, ta có cái chùa to này thì sướng. Nó đúng, thế gian nó đúng. Nhưng mà khi nhân quả nó không phải vậy.
Nhân quả nó áp dụng với người không tu khác, mà cái người tu nó khác. Giống như ở thế gian, con là người dân, con có làm gì làm, mà con vô cơ quan nhà nước, con vi phạm là một trong hai, một con ở con làm, hai con vô tù con ở, không có chạy đường nào coi. Còn người dân á, tôi đâu có làm gì, tôi đi đâu đi, tôi không làm gì hết. Mình phải hiểu cái thế giới này. Thế giới này tu là bắt buộc anh cắt cái quy luật luân hồi của con người, đi vào luân hồi của người tu. Đó. Thiền tông, một anh biết đường về thì về, hai xuống cái hầm nó ngủ. Đó, có hai con đường, người nào có hai đường đi á, nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ vô âm phủ người về trên thiên, có vậy đó. Anh muốn đi đâu đi. Còn thiền tông ở nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ vô 10 tỷ người về Phật giới. Nó có hai đường, cái gì cũng có hai đường hết. Bởi vì giả thân cái này mấy ông tu sợ đó. Mẹ tu phải thành A-la-hán thì phải ngồi, còn không ấy thì phải vô rừng ở rồi sao. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu cuối cùng ạ. Người mà không biết pháp môn thiền tông, khi chết chung ấm thân thoát ra ngoài sau 8 giờ, vậy tánh Phật của người ta ẩn vào đâu ạ? Và chung ấm thân của họ vẫn mang hình tướng của một con người như khi còn sống hay không ạ? Tất cả chung ấm thân là nó, tôi cứ quyển số 1 tôi nói rồi. Khi mang thân con người, con thích mặc cái gì thì nó mặc cái đó. Nhưng mà con chỉ còn 60% thôi. Hồi đó đây một thứ 6, giờ con chỉ 9 tách thôi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà con mở, con có phước đương dương thì con mở được con mắt thiên, thì thần thực thi nhân quả quăng con lên trên trời, con mới đi biết đường đi. Còn nếu mà phước đức âm thì con mở bằng cái con mắt người âm, thấy cái nhà nào giàu sang nó đẩy vô thì con chui vô. Còn mà thấy con mắt súc sanh nó đẩy vô cái loài thú á, còn địa ngục không thấy đường, đồ nó đạp nó răng, tùy theo cái sức nặng của cái âm á, 18 tầng. Con mới 16 nó dừng lại rồi, con cái ở trụ này rồi bắt đầu con đi lên ha. Còn nếu mà nặng nhất thì tới kia rồi cũng phải đi lên. Đúng 18.000 năm thì con hết cái nghiệp đó. Ha, còn nếu mà vô rừng thì thôi khỏi. Tôi không biết gì, trơ trọi luôn mà không thấy, không biết thấy cái gì, giống như mình có mở con mắt. Vô rừng mở con mắt mà không thấy đường. Còn xuống âm phủ mở con mắt mà không thấy đường. Mà cái này là ông thần thực thi nhân quả, tùy theo cái nhân quả trong trung ấm thân mình chứa cái gì, thực thi nhân quả bằng cái đó. Đó, bởi vì thần có nhiệm vụ thực thi nhân quả, tôi không biết. Ông ở đây làm vua, làm chúa tôi không biết, mà nếu mà ăn sát sanh thì cho anh làm con bò. Vì thế mà cha của Diệu Thiện chết làm con bò. Vua đó, vua mà chết làm con bò đó sao? Đó trong lịch sử Phật giáo có nói rõ ràng ở chỗ này. Chứ đâu phải làm vua, có nghĩa làm vua là tại anh có phước lớn, nhưng mà anh tạo ra đức bắt buộc nhân quả phải xuống đó ở, phải vào cái loài đó ở. Làm vua mà nhậu nhiều thì coi chừng, nhậu nhiều là phải giết súc sanh nhiều, thì mấy mốt cũng đầu thai lại súc sanh những cái thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết ạ, cảm ơn bác Nguyễn Nhân ạ. Hồi đó là tôi nói theo quy luật nhân quả luân hồi, bây giờ tôi chi tiết từng một. Anh tu như thế nào, tu thiền tông như thế nào, tu vật lý như thế nào, là một cái người, cái người Phật tử bình thường tu nó nhân quả như thế nào. Giống như người dân đi ra đường, anh vượt đèn đỏ nó phạt, có cái luật phạt. Anh một thành cảnh sát giao thông mà anh vi phạm nó phạt mức 3 lần được. Ông một cán bộ cao cấp nó phạt 10 lần luôn, tùy theo cái đức đó. Mà hồi xưa người ta chỉ nói là vượt đèn đỏ phạt nhiều thôi nha. Bây giờ tôi phân tích ra từ ly từ tí, có nghĩa là mình là tôi chuẩn quá lại. Tại sao tôi hồi xưa tôi không dám nói là 5-10 người rồi voi, 5 người mù là tu vật lý, ông nhớ đứng nhìn là tu thiền tông. Hồi xưa đâu dám nói này, chưa tới cái thời phải nói. Thì bây giờ tôi phân tích rằng tại sao có chữ xuất gia rồi nhập nhà Như Lai. Xuất gia nhập nhà Như Lai, xuất gia ra khỏi cái nhà thế tục. Nhà Như Lai là cái nhà chùa thờ ông Phật, nhà này của ổng. Và xuất gia thờ nhà Như Lai, nhưng mà nhà Như Lai nó rất nghiêm khắc.
cái nhà mình là nhà thế giới vật lý, nó không nghiêm khắc, nhưng mà vô đây phải đúng theo cái quy luật của nó. Vì thế mà chùa Thiền Tông phải phổ biến tại Thiền Tông, không phải đi vô cái chùa vật lý phổ biến được. Ai có ý định đưa vô chùa Phật, chùa vật lý phổ biến, hoàn toàn không được, nó giết mình luôn á. Chỉ bữa nay tôi nói là chuẩn quá lại, tôi nghĩ là chuẩn quá đạo Phật Thiền Tông lại. Từ từ, bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ từ tôi nâng cấp lên. Nâng cấp để tôi nói cho rõ cái này, chứ ngày xưa không nói được. Bởi vì tại sao chữ giác ngộ mà tôi phải giải 10 năm. Có chữ giác ngộ thôi mà phải mà dẫn người ta đi 10 năm sau cùng công bố giác ngộ chửi. Cái bồng hoa mài ta đã là mài 10 năm mà nó còn chê. Chứ không phải mài 1 năm đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Alo. Cháu kính chào bác Nguyễn Nhân, kính chào ban quản trị chùa, kính chào toàn thể quý vị. Cháu tên là Trần Trường Miên, ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Kính mong bác giúp cháu ba câu hỏi. Câu thứ nhất, nhân duyên như nào mà trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có hàng hà sa số Phật tánh đi vào thế giới loài người mà 1000 năm mới có một Phật tánh trở thành Phật? Cảm ơn bác. Câu hỏi này nó không có rõ, chưa đọc quyển số 10. Ai nói 1000 năm mới có Phật tánh? Bây giờ tôi nói là cái tổ chức cái thế giới này nè, cái càn khôn vũ trụ là cái gì? Càn khôn vũ trụ là nó bao toàn diện cái nơi này. Trong đó nó có Phật giới. Phật giới trong càn khôn vũ trụ ví như một hộp cát thôi. Nhớ là một tam giới nha. Còn trái đất của mình không thấy, rồi còn mình còn hết thấy luôn. Thì trong cái càn khôn vũ trụ này, cái chỗ nào nó mới cái cụm tam giới, 1000 cái cụm tam giới nó trở thành một tiểu thiên thế giới. Rồi trung thiên thế giới nó là 1 triệu, rồi 1 tỷ. Đại thiên thế giới là 1 tỷ tam giới. Mà Phật ông nói thấy hằng hà sa số như vậy đó. Mà ngoài cái mà tam giới đó là Phật giới. Là cái gì? Giống như giữa biển. Cái chỗ nào mà nó quay nước á, thì cái chỗ đó là hút âm dương. Chỗ nào nó không có quay, nó không hút. Thì ta thí dụ cái chỗ quay hút là cái tam giới, nó hút. Mà cái chu kỳ của cái đất thôi, chứ không nói cái tam giới được. 10 tỷ năm trái đất như mình ở đây là Nam Diêm Phù Đề, nó sẽ quý diệt một lần. Mà 10.000 năm có một vị toàn năng lượng giác ra dạy cái này. Tất nhiên là 1 tỷ, 1 triệu ông Phật ra đời ở trái đất này thì trái đất bị tan rã. Cái chu kỳ của nó là vậy đó. Có nghĩa là 10.000 năm có một vị dạy cái này. Trong thời gian đó, nó chia ra 3 thời kỳ, Thượng Pháp, Trung Pháp, Mạt Pháp. Thượng Pháp từ 1.000, từ số 0 đến 1.000. Trung Pháp từ số 1.001 đến 2.000. Mạt Pháp từ 2.001 đến 3.000. Mà trong cái thời kỳ nó chia, cái Mạt Pháp nó chia 5 tầng bậc. Cái tầng bậc sau cùng là Mạt Hạ Màn Pháp. Đây là mình bắt đầu mới đi vô Thượng Pháp thôi. Mà bây giờ mình chuẩn bị, nếu đúng đúng là cứ chia 500 năm đi. Mạt Thượng Pháp, rồi Mạt Trung Pháp, Mạt Hạ Pháp, rồi Mạt Pháp, rồi Hạ Màn Pháp. Đây cái quy luật. Vì thế mà ông Phật ông có nói là khi Như Lai ra đời thì 3.000 năm trái đất này bị hủy diệt. Không phải 3.000 năm, ông nói là từ khi Như Lai đấy, đến đời Mạt Pháp á, thì nó sẽ đưa ra nhiều thời kỳ này, nó tùy theo cái trình độ con người, nó sẽ quy diệt sớm và quy diệt để thôi. Vì thế mà đâu có nói là 1.000 năm. Có nghĩa là khi công bố huyền ký đó, hàng ngàn người trở về Phật giới, có nói câu đó. Nghe không? Khi công bố huyền ký, hàng ngàn người trở về Phật giới. Còn chưa thì không có ông nào về được hết. Chưa thì chỉ tu cao nhất thành A-la-hán ở đây thôi, không hoàn toàn, không có cách nào hơn nữa. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này. Mà đa số người tu thì phải đi theo quy luật người tu. Người không tu đi theo quy luật người không tu. Người tu vật lý đi theo quy luật vật lý. Người tu thiền tông đi theo quy luật thiền tông. Nó cái gì nó phải có chứ. Đừng có tưởng là giờ thấy thiền tông dễ nhào vô, ngồi vô đi. Vô đi, đưa con dao cho không có lưỡi ra làm sao, sắc bay.
Chứ là con hỏi sai là không phải 1.000 người mà 10.000 năm mà Đức Phật dạy cái pháp này đến đời mạt pháp công bố ra thì cả hàng ngàn người được về Phật giới. Ông đoán vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đó thiền gia 90 người, Phật gia thiền tông 1.500 người, Phật tử thiền tông 7.000 người, cho con tính đi. Mà ổng nói trong đó đó 5% thôi, 1% gì, còn nhiều quay trở lại hết. Hiểu không? Thế nói cho rõ vậy chứ không phải 1.000 người về. Dạ không, có nghĩa là cháu hỏi là trong 10.000 năm mới có một Phật tánh của Đức Phật Thích Ca, rồi 10.000 năm sau mới có một Phật tánh của Đức Phật A Dật Đa, thì là nhân duyên Phật tánh của Đức Phật Thích Ca cũng như Phật tánh của bác ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh đi vào loài người, thì làm có nghĩa là như thế nào mà Phật tánh của Đức Phật Thích Ca sẽ trở thành Phật mà những Phật tánh khác không trở thành Phật? Chưa đọc quyển số 9. Đọc quyển số 9 là cuộc đời của ông Thích Ca. Có nghĩa là tôi nói ngắn gọn về cái này, không có nói vòng vò thì nó dính. Ông hồi xưa đó, ông Thích Ca, ông ở trong là một cái tánh Phật giống như một nguyên tử thôi, chứ không phải nói một cái trứng cá được đó, một nguyên tử sáng thôi. Rồi ông thấy cái ông kia sao mang cái hình to của ông Phật mang, thì ông hỏi vậy thôi, ông thắc mắc ông hỏi. Thì nó muốn bằng tôi đi vô trong cái trái đất này nè, đi vô tam giới, vô trái đất á. Rồi trong đó nó có rồi ba cái đức, một là phước đức, hai là ác đức, ba là công đức. Anh muốn chọn cái nào? Mà anh chọn công đức rồi mới mang về được. Phước đức cũng ở trỏng á, ác đức cũng ở trỏng á, không chạy ra. Thì ông biết vậy thôi. Nhưng mà ông vô đây á, thì nên nhớ rằng 8 tỷ năm, có 8 tỷ năm lộng 8 ông Phật ra đời, 10.000 năm một ông Phật ra đời. Nhưng mà cũng may mắn sao ông ngồi ông rên, ông rên ông nhận ra, ông kêu ông phân thân vô, ông nói muốn không, muốn trở về không, tôi chỉ cho, đây không phải dạy đây là mà lên trên quả trời đâu xuất á, làm phước thiện cho nhiều đi, rồi lên trển làm con của Thường Hữu Quân á, nửa phước đức ở trển á, rồi sau đây nửa phước đức về làm con của Tịnh Phạn á, đi ra vua á, con của vua ra tu mới thành Phật được. Nhà nghèo, nhà giàu cũng không thành Phật, phải là con của vua. Là sao? Con vua ra ai dám phá? Mẹ nhà nghèo ra nó đuổi. Con vua, mình nói ổng ra ngồi chu cho vua, và ổng ngồi để ổng trải nghiệm những cái mà ổng nhận thôi. Chứ xin lỗi ông ăn cột sang hơn mình. Đi khất thực rồi cho nó vui vậy thôi, chứ rồi về nhà cái dọn sao? Hoàng cung đem cao lương mới dĩ cho ổng ăn. Ta vua... Bởi vì mấy người ta tu, ông Phật tu phước chứ không phải đâu, ta sống bằng cái phước. Vì thế mà trong kinh có nói là ăn lúa của ngựa ăn, là ông đút cho con ngựa ăn, thì thật. Ông bóc vậy chứ ở dưới cái lốp, ở dưới là cái lốp của hoàng cung đưa tới đó. Chứ không phải ăn con lúa của ngựa đâu. Trong kinh nói răng đe mình chơi thôi chứ mà ông ăn. Khi mà ở trên ăn chay, ở dưới ăn mặn, dưới ăn thịt gà. Đây cái thuật thôi, nhưng mà mấy ông tu ổng nói nhiều để cho nó linh thiêng vậy thôi. Chứ xin lỗi ông nào mà vô tu mà đói không ăn. Thấy không? Đó, mình phải hiểu. Bởi vì ông Thích Ca đi ra tu bằng cái phước đức của một thái tử. Còn nếu mình đi ra tu là phước đức của người dân, nó đập mình chết luôn. Phải nói rằng 10.000 năm mới có gì. Nhưng mà khi mà thái tử Đạt Đạt Đa được cái này thì ông Nhiên Đăng mới dạy 55 làm phước thiện, chỉ mong ở chỗ đó nghe không? Nửa là trên đó, nửa dưới này. Vì khi mà ông mất thì giảng sanh lên trển. Ông Nhiên Đăng khi mà ông lớn tới tuổi thì ông Nhiên Đăng mới hiện ra. Nhớ gì ta nói không? Nhắc lại thì ông nhớ liền. Vì thế mà dạy thành Phật. Cái trường thành Phật nằm ở trên cõi trời độ xuất, chứ không phải ở đây đâu. Còn mình ở đây là con đường về Phật giới, chứ không phải thành Phật đây. Mà thành Phật là Phật nhân thôi. Còn thành Phật thiệt nó nằm ở trên cõi trời đâu xuất á, lên trển. Vì cái nơi đó nó sản sanh ra các vị Phật duy nhất cõi trời đâu xuất. Mà phải nội diện hoàng cung á, chứ không phải mà đi ra lang thang mà được. Nội diện hoàng cung sản xuất ra một vị Phật. Bất cứ vị Phật nào cũng phải vào chỗ này đào tạo ra. Giống như ở Sài Gòn muốn đào tạo bác sĩ phải vô trường đại học y, chứ không phải ra trường đại học bách khoa được. Duy nhất cái gì nó đào tạo đâu phải chỗ đó, thế giới này nó vậy. Mà 10.000 năm mới có ông, phải đào có ông, chứ không phải nhiều đâu. Bởi vì nếu mà ông Thích Ca ra, đông ông Thích Ca, rồi tay ông Thích Ca nữa, rồi hai ngày quấn lộn luôn á.
Ông dành dần mối nhau rồi sao? Vì thế phải một Phật thôi, thấy không? Vì thế đó, cái gì cũng vậy. Trong gia đình con đạo nào thì theo đạo nấy, chứ đừng có bên trời bên Chúa là chết quánh lộn nhau, thấy không? Chuẩn lại cái câu hỏi, cho hỏi cho rõ, con về con đọc cái quyển số 9 lại. Kính thưa bác, khi mà Phật tánh của Đức Phật Thích Ca bắt đầu vào trong thế giới loài người, có một Phật tánh nữ, Phật tánh đi vào cửa âm trở thành người nữ, thì đấy là nhân duyên sẽ đi theo Đức Phật Thích Ca đến 7 tỷ 650 triệu năm hay sao ạ? Bây giờ nè, cái tánh Phật mình ở bên kia đó, nó không có âm nữa, không có nam nữ, mà nó vô theo cái quy lực vật lý cuốn quét của điện từ dương. Nó quét một vòng này là âm, nó quét vòng kia là dương. Để chi nó vô đây này? Để nó quân bình được cái âm dương mới sản sanh được trong này. Nếu mà Phật tánh dương hết rồi vô đây làm sao sanh? Phật đám âm không vô là làm sao? Nó phải đi theo quy luật một nhân một. Thì vô nam nữ này phải kết nhau để là sản sanh, theo quy luật vật lý mà. Vì thế mới cân bằng, cân bằng âm dương bằng cái mà kêu là nam nữ. Cái đó là cái quy tắc, anh vô đây anh phải cân bằng cái này. Rồi cái cửa nó quét là rất đúng. Người này con có đi mấy cái chỗ mà ở nước ngoài đó ha, thì con đóng tiền nó quét một cái, đóng tiền nó quét. Mà cái cây đó nó có loại âm dương vậy thôi. Thế con câu âm mà nó quét con vô là con phải thành người nữ, quét con dương thành người nam, có vậy đâu. Cái quy lực này nó làm vậy, hiểu không? Về đọc quyển số 9 lại. Kính thưa bác, sau khi tổ thứ tư nhờ Ma Vương cho thấy hình Đức Phật Thích Ca và giáo đoàn của Ngài, khi mà tổ thứ tư chắp tay lại, Ma Vương đã vội vàng biến mất. Vậy thì nhân quả của Ma Vương đến bao giờ mới gặp lại được Thiền Tông ạ? Đâu có. Cái này là tại do cái ông U Bá Cúc Đa. Chứ Ma Vương đâu có làm này. Khi nào Ma Vương mà quyến rũ ổng mới có công đức, còn cái này ổng làm theo cái lệnh ông kia. Không có. Giống như con ra đường, con làm theo cái lệnh của chỉ huy con á. Thì chỉ huy con ráng chịu chứ. Nhưng mà một cái này đó không phải là nói đấy đâu. Bây giờ ông Phật mới nói rằng cái Thiền Tông nó rất khó, tổ còn lầm, chứ đừng có trách con, đừng có xem thường. Tổ mà còn lầm đó, thấy không? Ý là muốn cảnh cáo vậy thôi. Cảnh cáo để thực hiện cái này, để chú biết rằng tổ người ta đã kiến tánh rồi đó, mà tao còn lầm đó, thì còn mình thì thôi, có mắt mù, có chừng. Đó là lời cảnh cáo của chúng ta. Dòng thiền nó có nhiều cái giai đoạn. Đầu tiên là cái ông U Bà Cúc Đa, ông bị lầm. Khi tổ 28 xem thường là người ta không có, người tu không có giết ổng, ai vậy vẫn quốc trọng liền, nó không có giết, nhưng mà bỏ thuốc độc chết thôi chứ nó không có giết, nó không đích thân. Còn cái ông tổ 30 á, là sao? Ông 29 á, ông mới thử, nhưng mà nguyên tắc á, nhà vua ngày xưa nó không có giết mấy ông tu sĩ, người ta tu không có giết. Nhưng mà bằng cách nhốt cho ông, bỏ đói ông chết thôi chứ tôi không giết ông, tự ông chết. Thấy không? Cái thuật này là nó đi kèm theo 36 vị tổ để cho biết rằng cái dòng Thiền Tông rất khó. Cái ông có biết chữ cũng được, mà không biết chữ cũng được, cũng lại. Ông đi điển hình là ông số 6 cũng đâu biết chữ gì đâu. Ông 33 đâu có biết chữ gì đâu. Cứ là Thiền Tông này hạng nào tu cũng thành Phật được. Bởi vì thành ra trong khi đó, Việt Nam có ông vua tu thành Phật mà. Rồi ông đống củi tu thành Phật mà. Rồi cái ông học thức cao, cái ông thứ mấy đó, ông chưa mà mặc áo trắng đâu đó, ông giàu có mà, tiến sĩ mà sao đâu nhỏ đâu. Có nghĩa là Thiền Tông ai tu cũng được hết. Nó muốn nói là muốn chữ bình đẳng hay gì. Mà mục đích Thiền Tông là phải kiến tánh để đi về. Còn không kiến tánh phải đợi khi quyền ký công bố ra công thức trở về Phật giới thì mới về Phật giới được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Kính thưa bác, cháu tha thiết mong cầu ngay trong kiếp này được trở về quê xưa của mình. Kính mong bác chữa mắt cho cháu, mở sáng ra, phá vô minh ạ.
tôi là ông thần hay sao? Mình đi, bây giờ con nói vậy, con muốn về nhà, bác làm ơn cổng con về hả? Không có chuyện đó. Về nhà thì đi bằng đôi chân mình. Tôi chỉ được anh đó từ điểm A đến điểm B nhà anh đó. Thì tự anh đi. Chứ không lẽ tôi cổng anh đi. Không được. Cháu rất tha thiết. Tha thiết rất tha gì? Thiết mong cầu sẽ trở về quê xưa của mình ngay trong kiếp này. Thì ta đã nói rồi. Đó là cái số 1. Muốn về là không? Về tạo công đức. Tiền thiền đường gì biết chớ chưa? Anh mong biết, cúng rồi đó. Giờ bắt đầu tiêu tạo công đức đi. Rồi khi nào ta truyền thiền, ta chỉ con đường về Phật giới đó, thì về. Ha? Rồi về sớm quá thì năn nỉ ông thần đó, tôi trả lời thì tôi nói cho nhiều người biết, giống như ông 93 tuổi đó. Bây giờ số 1 có rồi đó, 3 điểm mỗi 1 đó. Công đức có chưa? Chưa, thì ráng tạo. Cháu đang cố gắng hàng ngày ạ? Cố gắng, không, công đức không cố gắng gì đó. Anh biết sắp đặt là có. Anh cố gắng là anh dùng cái tánh người rồi, không có được. Nãy ta chỉ cái thuật rồi đó. Muốn tạo từ từ thì để cho người ta mượn từ từ, còn muốn làm nhanh kéo cho nhiều lại. Thấy không? Mà có còn nhiều phải có tiền. Ngày nào cũng bày chặt uống cà phê, ăn gì cho ngon, mẹ nó kéo đầy nhà nữa. Sao anh không có tiền anh đầy thọ thôi. Nó cái thuốc tạo công đức đó lại. Mà bằng thực tế là ngoài chứ mình không có lo ló ai à. Có nghĩa là anh đưa cái quyển sách này hoặc là anh phát quyển sách này tận tâm. Ai mà trả lời đúng hết 10 câu hỏi này nè, lại đây tôi thưởng cho bao nhiêu tiền. Nó về nó đọc cho một coi. Nó đọc rồi rạch rách sách luôn á. Khúc đó là anh phải có tiền anh chung người ta thôi. Rồi khúc đó công đức đó thì tự nhiên anh thấy con người anh nó khác kỳ cục lắm. Nó nặng quá mà đó. À, phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì xác nhận anh là cái số 1 anh đã có. Số 2 chưa thấy. Số 3 chưa biết. Rồi nói tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu xin chào ạ. Muốn dập người ta chết á, anh có cái tội đó anh xuống đó đó. Còn dừng anh chê bai này không nhỏ, không thành vấn đề. Thấy không? Chê bai mà anh có công đức tự nhiên cũng về được. Nhưng mà có một là sát thủ, tìm cách phải phá cho được cái pháp môn này nè. Người nào mà trong cái bộ luật hình sự số 100 đó, kẻ nào dùng vũ lực, thấy không? Hô hâm dọa dùng vũ lực, dùng thủ đoạn khác. Đây là ba cái ông này xuống đó đó. Đó, giờ mà tìm đi, tôi nói là đi tìm hỏi ông nào có cái đó là xuống đó đó. Còn cái vấn đề mà ở đây chê bai nhau là chuyện phàm tình, không thành vấn đề. Phàm tình anh chê cho anh tạo chút xíu công đức là mất rồi xong, không thành vấn đề. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ hai là nơi nhân quả 10 tỷ năm đó có tên gọi là gì? Trong kinh vật lý có nói không thưa bác? Kinh vật lý sao biết? Trong vật lý 18 năm, 18 ngàn năm là sau cùng cái địa ngục 18. Mà cái này nó lọt qua địa ngục 18, có nghĩa là nó qua một cái ranh giới khác. Cái ranh giới này nó tiếp nối bởi điện, đợi thế giới trái đất vật lý và trái đất chịu nhiệt. Nó cách giữa trái đất chịu nhiệt và trái đất chịu lý nó có kẻ, cái đây là gọi là hầm 10 tỷ năm. Tại sao gọi là 10 tỷ năm? Vì trái này nó phải sống theo cái trái đất. Trái đất 10 tỷ năm mất thì nó rã ra thì mới chui ra được. Còn trái đất không rã không ra được. Ví dụ trái đất mới hình thành 2 tỷ năm. Anh dướng cái này thì anh xuống đó ở 8 tỷ. Nhưng mà ta cũng gọi là 10 tỷ năm. Trái đất này hình nó qua 8 tỷ thì anh còn sống 2 tỷ. Có vậy thôi. Mà vô đây là quy luật nhân quả luôn rồi. Mà nó có bởi nó gắt cho tất cả những người tu ở đây này. Không tu là khác, mà tu vật lý nó khác, mà tu phi vật lý nó khác. Nó có cái hình, nó có cái nhân quả của nó. Cái gì cũng vậy. Giống như anh đang chạy bộ, anh té một cái không sao, gãy răng thôi. Còn anh đi mà anh xiệt trên dây đi, nó rớt một cái anh gãy tay. Còn anh đi sao, anh bay trên máy bay nó rớt một cái là sao? Nó lấy cái là tiêu mạng luôn. Chứ không có vụ mà không phải ông vụ ngầu vậy đâu. Nó đi theo cái quy luật này. Mà thiền tông nó đi cái quy luật này là quy luật trên cao nhất đó. Còn mấy cái ông mà tu vật lý là đi trên dây đó. Còn mấy cái người bình thường không tu vậy là đi theo, đi mặt đất đó. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác,
Đại hải thanh tịnh chúng đạo cao đài nói, và đại hải thanh tịnh chúng Bồ Tát kinh Phật nói có giống nhau không ạ? À? Bây giờ đó ông Phật thì nếu mà đại hải chúng Bồ Tát khác, còn đạo cao đài đại hải thanh tịnh chúng của đạo cao đài nó khác. Vì đạo thanh ở vì đạo cao đài nó có chữ thanh tịnh nó khác. Còn cái đại hải mà ông Phật Thích Ca nói cho Bồ Tát đó, là cái biển lớn nhưng mà nó vẫn động nè. Còn ông kia biển lớn không có động, nó khác, không có giống nhau. Còn cái vấn đề ở đâu tôi không nói. Rồi cái đạo đại hải thanh tịnh chúng á, mà có đạo có lại thì ông đó phải mặc sắc phục lại đây nè. Hỏi tôi nói ha, bởi vì tôi trả lời phải đúng đúng đối tượng, chứ còn con không có nằm cái dạng này không phải trả lời được. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, người có công đức nhiều loài cô hồn rất ghét, vậy làm sao loài cô hồn biết được người nào có công đức nhiều ạ? À? Nó thấy nó, con tạo nó không biết chứ nó thấy con. Nó thấy con có vàng đem vô chùa, đem vô tủ là nó ghét rồi, nó biết giờ này nó có vàng, cái số này nó đem về thực giới đó, nó ghét con vậy thôi. Kêu bằng ở ngoài thế gian thấy con giàu nó ghét thôi chứ làm gì được con. Nó xì xò chút chơi cho nó vui thôi, chứ dám vô nhà con không? Thế cái loại tiểu nhân, cô hồn cái loại là tiểu nhân, nó thấy nó ghét vậy thôi, cái đó là cái luật của nó. Bởi vì con người tiểu nhân đụng cái gì ghét cái nấy, có vậy thôi, tại cái đẳng cấp của nó vậy, nó phải, cái đẳng cấp nó sống vậy. Bởi vì cái con chó nó phải sủa là do gì, nó đẳng cấp nó phải sủa, chứ biểu con heo nó sủa được không? Tại cũng nó con vật nhưng mà cái con nó sủa, còn con heo nó ủi cái nhiệm vụ của mỗi người, thấy không? Thì cái đó quy luật thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao người học thiền tông phạm giới tà dâm thì công đức bị bôi đen và đọa vào địa ngục vô gián ạ? À? Cái nào? Cái tà dâm này nó thuộc về cái âm mà nó sai quy luật vật lý. Vì thế mà nhân quả nó phải nhận cho sâu. Thấy không? Nên nhớ vậy. Bởi vì tất cả cái gì á, giống như con ở thế gian mà con giết người vô tình nó khác, mà con cố ý con giết khác. Tòa án nó xử con khác, con vô tình nó sẽ nó xử rất nhẹ, còn cái vô ý cố ý là nó sẽ gấp 3 lần. Phải hiểu thế giới này nó vậy. Luật mà, luật nhân quả thế giới này. Chính cái những cái bộ luật mà của nhà nước lập ra nó cũng nằm trong cái dạng nhân quả này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, từ khi công bố quyền ký đến nay, chùa Tân Diệu có bao nhiêu vị thiền tông sư được truyền thiền thưa bác? 98 người tới bữa nay. Thiền tông sư hả? Không có ai nha, thiền tông gia. Thế bởi vì đâu có ông nào vô tu đây mà tôi không thiền tông sư. Thiền tông gia 98 người. Rồi còn thiền tông sư chưa có, chưa thấy ông nào hết. Sau 100 năm quyền ký chấm dứt, vậy sau này con người có ai tu học thiền tông trở về Phật giới được không thưa bác? Chấm dứt là không có dài tù nữa, quên hết. Tới đó mà kinh sách dẹp hết rồi thôi, không ai biết đường đâu về. Bây giờ nó đúng là nở rộ thiền tông đó. Giống như cây nở rộ rồi nó sẽ tàn. Nên nhớ là bây giờ đang nở rộ, chuẩn bị nở rộ. Sau đây nó sẽ tàn. Cây nào cũng vậy, sung có trái, hết trái rồi nó trở thành lão rồi, hết ra nổi rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Bác có nói là tu A-la-hán thì mới lưu được xá lợi. Vậy người niệm Phật tại sao khi chết lưu được xá lợi ạ? Ai nói người niệm Phật lưu xá lợi? Chứng minh đi. Bây giờ muốn lưu xá lợi thì anh phải tu thiền. Niệm Phật không có tu thiền, A-la-hán nó tu thiền được. Vì người ta tu dụng công để chi? Để cho nó làm cho cái khu vực nó không có động. Chứ gọi là không động, ta gọi là thánh bất động. Thì trái tim sẽ đưa vô đó, hoặc là cái xương của mình nó vô đó, nó mới lưu lại. Cái lửa thế gian không đốt được thì cái xương hoặc cái tim nó mới lưu lại được. Bởi vì nó nhờ cái lực thanh tịnh này mà cái gì nhốt trong đó hoàn toàn không đốt được. Vì thế mà ông Phật ngày xưa cũng vậy, nhưng mà ông Phật lưu bằng cái điện từ quang. Ông mạnh lắm, còn đây là điện từ âm dương, nó yếu hơn.
A-la-hán được, nhưng mà với điều kiện, với điều kiện phải làm đúng tu tục. Bởi vì tại sao Vũ Khất Trường, Vũ Khất Minh lưu được là vì ta hiểu cái này. Còn cái vấn đề ông kia, ông bên Tráng Bà không, hoàn toàn không làm này được. Đốt ông đi tiêu luôn hết. Ông chồn cho ông ra bấy. Nếu ông dám chứng minh là đốt, đốt thì nếu mà con hành động, con mặc cái áo gì con làm thì nữa con chết làm con thú đó đó. Nói cho con biết. Vì thế mà con người bình thường mà đắp giải vàng thì coi chừng. Cái giải vàng này dành cho ai? Tôi không nói. Giải vàng duy nhất chỉ dành có một người thôi. Rồi mình không biết, tưởng đâu đắp giải vàng ngon lắm, mà nó xuống thành con bò luôn đó. Rồi sao đây? Tôi không nói, bởi vì tôi nói quy luật người không tu và tu. Đi theo cái gì là phải đi theo cái đó. Bây giờ trước khi anh đi, anh phải trang bị cho anh cái gì đó. Vì thế cái giải vàng nó đại diện cho cái loại đó đó. Con suy nghĩ đi. Đắp giải đen thành con gì? Đắp giải vàng thành con gì? Giải đen thành con trâu, giải vàng thành con bò. Nói cho con biết vậy đó. Nhưng mà không nói ai. Thì ai có khả năng, ai muốn làm trâu làm bò thì cái đắp vô. Theo nhân quả, đây là cái này là cũng là xui khiến người ta phải làm cái chuyện này thôi. Chứ thí dụ mình mà ăn mặc bình thường, mình không tu mà bình thường thì mặc đồ quét, chôn mà theo đồ quét đi. Có thơm chút thì qua tẩn cái bông, tẩn trái gì thôi cho nó vui thôi. Hồi xưa mấy người có tiền họ tẩn tiền, ha. Có vàng tẩn vàng. Đó, tại thế giới này người ta không hiểu, ta nghe nói tưởng đâu đắp dễ dàng thành ông thầy, rồi ông thành nữa thầy gì đó, đâu thì chết luôn, thầy ông thầy tôi không biết. Quy luật nhân quả, tại vì Thiền Tông chưa ra đời là nhân quả không nói được. Thiền Tông ra đời bắt đầu nhân quả mới nói, nó mới nói từng chi tiết một. Vì thế mà Thiền Tông chưa ra đời chưa dám nói hữu hình, chưa nói cái vật hữu hình và chưa dám nói vật vô hình. Thiền Tông giờ nói thoải mái luôn. Kể cả ông tu, ai thắc mắc lại đây tôi nói cho nghe. Mà tôi nói bằng khoa học đàng hoàng chứ không phải tôi, chứ không phải nó mơ hồ. Mà cái này nói nhà khoa học người ta đồng ý. Thiền Tông ra đời nói cho kiểm chứng mà. Thì trên thế giới không có cái tôn giáo nào mà dám cho hỏi tự do. Duy nhất chỉ Thiền Tông mới cho dám cho hỏi tự do thôi. Bất cứ câu nào đều trả lời thông hết. Vì sao? Vì cái kho tàng của Phật giáo tôi đã nắm rồi. Anh muốn hỏi gì tôi rút ra tôi xài với anh đó. Tôi có cái từ điển của Thiền Tông rồi. Tôi chấp anh nói đó. Còn nếu mà tôi không có từ điển này thì tôi chắc thôi. Không dám lú đầu ra đâu. Tôi từ khi công bố mình ký là tôi cho hỏi tự do. Anh muốn 10 cái bằng tiến sĩ, 10 cái ông hòa thượng lại đây hỏi, tôi đồng ý. Nhưng mà anh nên nhớ là ông hỏi, ông thua là ông phải chấp nhận à. Mà hỏi là phải quay phim đàng hoàng à, chứ không phải anh trốn được đâu. Mà anh mà trên mạng rồi, thì anh mà anh thua rồi thì anh không có giảng ai được, anh không vũ ai được đó. Đâu có ai dám đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ có một người bạn ở Đồng Tháp nhờ con hỏi dùm một câu là người này đã được truyền bí mật Thiền Tông là một người nữ, nhưng mà khi tu Thiền Tông rồi thì người này ăn chay trường và ly dục, không cho chồng mình đụng đến mình nữa. Và người chồng này đã ra ngoài có bồ ngoại tình. Vậy thì người nữ này có vi phạm vào nhân nghĩa lễ chí tín và công đức hay là ác đức, có bị bôi đen gì không thưa bác? Ông này, bà này khỏi cần bỏ Thiền Tông luôn, chép Thiền Tông đi theo nhân quả luôn. Thế giới này đâu phải làm vậy, bởi Thiền Tông phải học cho kỹ. Thế giới này cái gì nhân nghĩa phải đến vợ chồng phải trăm năm, không phải vợ chồng hai năm không được, vợ chồng trăm năm. Thiếu trăm năm mất rồi, muốn làm gì đó làm. Làm như vậy nó xáo trộn cả cái gia đình, rồi cả dòng họ người ta nữa. Rồi mình Phật nhân là cái gì? Thiền là bắt đầu Phật nhân rồi, mà Phật nhân làm vậy hay làm sai hả? Giống như anh vô quân đội, anh mang lon thiếu tá. Sao anh không biết thực thi nghiêm chỉnh cái lon thiếu tá của anh? Mà anh làm chuyện tầm bậy. Vô Thiền Tông vậy, anh mang là một Phật gia, thì người ta đã văn rõ rồi. Chứ đâu không phải dạng đó. Rồi tự cái này là do cái tưởng. Tưởng đâu mình cao. Mình thiền gia là mình cao. Mình Phật gia là mình giỏi. Phật nhân là mình giỏi. Coi chừng. Phật gì ở trong này nó cũng đốt theo quy luật vật lý hết. Nó tìm theo quy luật vật lý mà nó làm nhân quả hết. Hoàn toàn sai. Nói về hỏi đó là hoàn toàn sai. Dạ con đã hết câu hỏi. Xin cảm ơn bác nhiều ạ.
Câu hỏi tiếp theo là: con năm nay đã 73 tuổi, con được truyền thiền cách đây 3 năm. Dạo này con thấy con người bỗng dưng tự nhiên mất phương hướng, không nhận biết đường để về nhà mình nữa, và cũng không biết mình đang ở đâu, và phải suy nghĩ rất lâu thì mới nhớ được. Vậy xin hỏi con lúc này con có hiện tượng như vậy là bị làm sao ạ? Tu thiền tông tu ép tu bằng vọng tưởng, thiền tông tu bằng hiện tượng nó quên hết. Bây giờ cái vọng tưởng nó phát ra cái chuyện của nó. Mình tu có nghĩa là mình hiểu cái gì của mình cũng hiểu hết, nhưng mà biết con đường về thôi, biết tạo công đức. Khi thiền tông thiền thiền là biết tạo công đức và đường về thôi, và quyết chí về không có nhiều đó thôi. Còn cái chuyện sinh hoạt thế giới này phải sinh hoạt cách bình thường, đừng có sinh hoạt sai. Sinh hoạt sai là hoàn toàn đi sai hết. Bởi vì thiền tông mới ra đời nó giết nhiều người chứ không phải nhỏ đâu, giết rất nhiều người vì cái sai này nè. Thì thôi bây giờ nói từ từ chứ hầu mới cũng không, chưa có biết người ta sai làm sao mình chuẩn được. Bây giờ thấy sai nhiều quá, Phật bảo chỉnh lợi con, đi cho đúng đường, thiền tông phải đi cho đúng đường. Thì giờ tôi có bổn phận là tôi chuẩn quá cho đi lại đúng lại thôi. Nhưng mà tôi đâu biết ai đúng ai sai. Thì bây giờ cái người nào sai thì lại đây hỏi tôi phân tích cho, lý do tôi phân tích cho. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo: mẹ con năm nay vừa qua đời đã 101 tuổi. Sau khi an táng thì con có lên chùa để làm quý thầy trai tăng. Sau đó quý thầy có nhận được những vật dụng và có nói rằng với con rằng là mẹ con đã được giải thoát rồi. Vậy thì mẹ con có thật sự là đã giải thoát được hay chưa ạ? Giải thoát thân tứ đại. Mẹ ổng còn chưa biết giải thoát. Mẹ được cúng cho nó giải thoát. Trời đất ơi, ông còn chưa biết, ông số rồi đi theo cái bà kia sống 101 là không biết thì theo nhân quả của người ta. Ông lấy ta 20 triệu nó đòi bà giải thoát á. Trời. Xin lỗi mà lừa người ta. Thì ông này đi đâu? Mai mốt vô trong rừng cây ở. Cộng hoặc là 18 tầng địa ngục ông xuống đó mở. Đã nói chuyện mà ông có biết chưa? Ông biết mặt ông chưa? Sánh ông còn chưa biết mà anh đi chứng tiền đưa tiền mấy chục triệu rồi nói người ta giải thoát. Nói cho nó vui lòng, mà bởi vì cái người mà tu theo Phật mà không trí tuệ thì nói vậy đó. Chết thôi bây giờ nếu mà trước khi mà cha mẹ mình gần chết thì có tiền để muốn cho bà giảng sanh đó, thì làm phước đức. Trong khi đó quyền mình chưa hiểu thiền tông phải đi tạo phước đức thôi. Để đi lên trển đi, sống đã đời thì chừng nào xuống có lên A-di-đà đi rủ ra thọ kêu bằng kiến tánh đó, thì xuống đây đợi A-di-đà ông dẫn xuống. Chừng nào thiền tông ra đời thì nhào ra làm công đức. Mấy ông thầy ngồi đó nói chuyện mà đưa mấy chục triệu cái nói những danh từ cho tốt thôi, làm gì có cái chuyện đó. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu tiếp theo là: Phật tử thiền tông đến viếng đám ma thì thế nào, hành thế nào cho đúng và thế nào cho sai thì sai ạ? Giờ tới thì cái đám thì quen biết thì đốt cái nhang để thôi, đừng nói gì hết. Ha, chỉ đốt cái nhang đứng nghiêm chỉnh, cắm vô xong đừng nói gì hết. Nói vậy thôi. Kêu bằng nếu mà trường hợp mình né thì càng tốt, còn không né được đi nghiêm chỉnh đốt cái nhang cắm để vô. Cấm bên ông A-di-đà cái lễ thế giới này, đám A-di-đà cái cấm cái kim cái thân cái hàng cái đầu xong rồi, còn muốn nói gì là làm bộ cái miệng nhép 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 thôi, đừng có ra tiếng để cho người nhà ta biết. Nó hỏi gì ông giái vậy? Tôi giái cho bà về Phật giới vậy thôi, mình cũng lừa người ta chút chứ, nhưng mà cái lừa này nó không có tội gì hết rồi. Thấy không? Thế gian này biết rồi. Bởi vì chỉ mình là thiền tông mình biết, người ta không hiểu làm sao. Bao nhiêu thầy ngồi tụng đó mà giờ mình không nói vô được. Nói mà vẫn để ông thầy tụng là mình kẹt với người ta, mình theo nhân quả với người ta thôi. Vì tình cảm lối xóm, bạn bè, bà con gì thôi. Thủ tục thế gian đốt cái nhang để đó xong. Rồi không có xá nha, xá là thua luôn đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Từ trước tới giờ con thường đi chùa Vật Lý, thường gặp bạn đạo là thường hay nói A Di Đà Phật và xá. Nay con tu Thép Môn Thiền Tông thì con có nên làm như vậy nữa hay không ạ? Giờ hồi đó không biết thì theo cái đó, giờ biết thì chỗ khác, còn làm đó là sao được. Nếu mà mình theo Thiền Tông mà mình không bỏ được kia là mình không theo được, là vì nó dính rồi, dính cái mũ bên kia rồi. Thì phải dứt khoát bên kia đi bên đây.
Giờ tôi đang chạy xe đạp mệt quá là tôi trèo lên xe hơi, phải bỏ chiếc xe đạp. Chứ không là trèo xe hơi rồi còn dẫn chiếc xe đạp nó làm sao rồi dẫn được. Thì có nghĩa là nó kéo mình chết luôn á. Ngồi rịch tên xe hơi rồi ngồi kề một tên dẫn xe đạp mà sao. Năm cây số là nó giật mình chết luôn chứ đừng có nói. Cái gì phải ra khai lại. Thế gian này một là một. Đi tàu không thể đi hai chân hai chiếc được. Đi thuyền không thể đi hai chân hai chiếc được. Anh chọn cái nào thì phải chọn một. Vì tốc độ ở trên thế gian này nó khác biệt. Xe hơi thì nó chạy tới 120 cây số một giờ. Honda nó cho có 80. Hết mức. Xe đạp 15 cây. Thì mình chọn cái nào phải chọn cái thôi. Đừng có chuyện đi hai hàng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Con năm nay đã 78 tuổi rồi. Con không thể cho người khác mượn sách hoặc là tạo công đức như là mời bạn đạo về uống cà phê giống như thầy nói. Mày con bây giờ phải thầy có thể cách nào khác để chỉ cho con cách tạo công đức được hay không ạ? Cách gì bọn là mua để đó rồi lại thư viện cho mượn sách thiền tông rồi ai cũng tới ghi số điện thoại người ta nó lấy cho luôn đi. Nó trả thì tốt cũng trả trở luôn. Nhưng mà nên kiểm nè. Mượn thì ta trả hỏi chứ thấy như thế nào. Mình phải thăm dò người ta. Ôi nó hay quá. Hay quá sao mình mới đưa ra một cái câu hỏi thôi. Nếu hỏi đúng mình có công đức. Hay quá hỏi trớt bớt. Không có gì hết là ta hỏi lừa gạt mình. Không có thua gì hết. Thì cái này nó khôn khéo rồi. Bởi vì Đức Phật ông nói là 1000 người tu. Chỉ có một người thôi. Rồi con suy nghĩ đi. 1000 cho mượn sách. Chỉ có một người thôi. Mà nếu lên được 5-7 người thì càng tốt. Nhưng mà ông Phật ví rất thấp. Rất thấp về con người tu thiền tông. Bắt buộc anh phải. Cái thế giới này nó vậy. Bởi vì là âm quá. Người ta âm 5 trên 5 để đọc cho nó vui thôi. Có nhiều người 5 trên 5 đọc cái quyển sách mà không dám đọc thêm 2-3 chữ. Đọc lật từ chữ rồi xong. Bởi vì mấy cái ông thầy á. Ông nói tôi đã nghiên cứu thiền tông sơ rồi. Trời đó mà ta ngồi ta dùi đầu. Ta thấy ông sơ. Ông sơ rồi ông chửi người ta. Chứ không. Đâu có cái gì đâu. Tại vì cái kiến cấp của cái người tu. Cái người có bằng cấp cao. Người có chức vị trong giáo hội. Thế là với mẹ ta đọc mà. Ông Phật bảo là đọc từ nào rách cuốn sách mà chưa kiến tánh được. Chứ đừng có nói đọc sơ. Đọc cuốn sách mà rách. Ngày xưa nó có một vị đọc sách rách luôn mà không thấy được. Tức khóc. Đọc lần thứ. Vừa khóc đọc lần thứ hai ngộ thì ngộ tánh liền. Nó có như cái cảm xúc này là nó được cảm thông lợi với cái cõi đó, đó gọi là cái thanh tịnh của mình là cảm thông được đọc có nhìn thấy liền. Bởi vì người nào đọc đi đọc mà không ấy tức giận đọc hoài tức càng tức cái rồi bắt đầu nó đền cái tần số đúng một cái nó vô liền, nó vô cái tần số liền. Cái thuật nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy giải thích hai câu cuối cùng trong dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Như Lai quyền ký đức rồng, có người tâm lớn nói dòng Như Lai à. Thì người nào tâm lớn nói cái thiền này ổng thôi. Giờ hỏi ông nào ai tôi biết. Kiếm ông đó. Kiếm ông nào mà nói dòng Như Lai là ông đó. Thấy không? Ai tâm lớn đâu. Đây tôi thấy tâm nhỏ không có ai tâm lớn. Không có ai tâm lớn. Tâm cũng nằm ở trong cái đầu có một cục chút xíu. Không có ai tâm lớn. Tâm lớn đó là cái người đó bị bệnh gì hở bên tim. nó bể vào nào đấy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ cũng đã hết câu hỏi và cũng hết giờ. Xin giải đáp buổi chiều ngày hôm nay xin dừng lại ở đây ạ.